Chương 161 lần này tất cả mọi người đều mơ màng rồi. Tôi tìm người trong nội bộ ngân hàng Tân Hải hỏi thăm một chút. Đúng lúc này có một người đứng lên nói, người phụ trách việc này bên ngân hàng Tân Hải tên Đặng Hân Hân, cô ta vừa mới được điều từ Giang Thành qua đây, mà người đề nghị ngừng hợp tác với chúng là là một người dùng thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, nhưng anh ta không hề xuất hiện, không biết đó là ai. Đặng Hân Hân, sao lại là cô ta? Lúc phu tường nghe đến đây Vẻ mặt hơi biến đổi. Vưu Hiên nhìn về phía anh ta nói, "Con quen biết với cô ta." "Cô ta là bạn thân của Diệp Mộng." Vưu Tường vội vàng nói. Lúc Vưu Tường nói đến đoạn này thì tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều nhìn về phía anh ta. Vưu Hiên nói, "Cho nên nói, Đặng Hân Hân làm ở Giang Thành, sau đó cô ta đột nhiên đến Lâm Hải, tiếp sau đó là đại diện người sử dụng thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải để ngân hàng Tân Hải dừng hợp tác với chúng ta." Nói rồi, Sắc mặt ông ta sầm xuống, nhìn Vưu Tường hỏi, con ở Giang Thành, rốt cuộc đã đắc tội với ai rồi? Mặt Vưu Tường bỗng chốc trở nên hoang mang, anh ta ở Giang Thành, hoặc là ở cùng với Diệp Mộng, hoặc là cùng với Trịnh Hòa ra ngoài tán gái, làm gì có đắc tội với ai chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như phải nói đắc tội Lê Văn Vân cũng xem như đắc tội người khác thì đúng là cũng có. Nhưng mà, người sử dụng thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải anh ta không nghĩ Lê Văn Vân có thể sở hữu, anh ta bên đó có tìm hiểu qua Lê Văn Vân, Lê Văn Vân chỉ làm việc ở công trường mà thôi, sau đó cho dù Đỗ Thương Bắc có ấn tượng tốt với Lê Văn Vân, cho Lê Văn Vân làm việc dưới tay mình, thì cũng chỉ là một người làm thuê mà thôi. Sao có thể sở hữu tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải? Một tấm thẻ ngân hàng thế này, ngay cả bản thân anh ta cũng không có, thậm chí ngay cả nhà họ vưu cũng không có. Con không có đắc tội với ai mà, nhiều nhất cũng xem như là đắc tội với Lê Văn Vân, chính là cái người nhà họ Lê lúc trước cưỡng bức Diệp Hinh trong lúc hôn mê, Vưu Tường vội vàng nói. Vưu Hiển nhíu chặt mày lại. Ông ta biết người này, sau khi Vưu Tường về, bình thường lúc ăn cơm cũng có nhắc đến, lúc nhắc đến anh thì họ cũng xem như chuyện cười nói trong giờ rỗi rãi mà thôi. Ông ta cũng biết Lê Văn Vân xuất thân từ dòng họ nhà Lê, không thể nào sở hữu được tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải thế này được. Ông ta thở mạnh một hơi, nói con nhớ kỹ lại thử, không được thì tìm đặng hân hân đó nói chuyện, hỏi cô ta rốt cuộc là người nào đang nhầm vào chúng ta, về phương diện này, tiền không phải là vấn đề, có thể mua chuộc được thì mua chuộc. Nói rồi, ông ta lại nhìn xung quanh mọi người, nói, ngân hàng Tân Hải dừng hợp tác, mặc dù có thể xuất hiện vấn đề thiếu vốn tạm thời, nhưng mà chúng ta chắc có thể bù vào được, điều quan trọng nhất là tập đoàn hãn vũ bên này là như thế nào đây? Năm dự án này đều là dự án trọng điểm trong năm nay của chúng ta. Cách làm của tập đoàn Hán Vũ chính là đối đầu với chúng ta, cho dù bọn họ lấy mấy dự án này, cũng hoàn toàn không thu được tiền. Mọi người nghĩ thử, rốt cuộc là ai đắc tội với lôi bân rồi. Lần này tất cả mọi người đều mơ màng rồi. Mở cuộc họp được một lúc, cuộc họp vẫn chưa có một kết quả nào, cuối cùng chỉ có thể kết thúc. Đợi cuộc họp kết thúc, đợi đến khi người đi kha khá rồi, vưu tường vội vàng tiến lại gần hỏi, bố, thế tiệc đính hôn của con với Diệp Mộng vào tối mai phải làm sao? chương 162, đúng là không biết xấu hổ. Ừm, được thôi, lúc nào có cần thì gọi điện thoại cho tôi là được. Có lẽ tôi đều rảnh, Lê Văn Vân gãi gãi đầu, nói. Thế hứa rồi đấy nha, hôm khác tôi gọi điện thoại cho anh. Trần Hy nói với vẻ mặt đầy vui mừng. Lúc này, Trần Mỹ Huyền nhìn Lê Văn Vân nói, nghe nói cậu không đi làm sao. Lê Văn Vân sững người một lát, đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề. Bây giờ anh quay lại rồi, tập đoàn Hán Vũ là chuyện của anh, anh không có cách nào nói với bố mẹ mình về thân phận người gác đêm. Nếu như nói ngày ngày đều lang thang bên ngoài như vậy, bố mẹ anh biết rồi thì nhất định sẽ nói anh chơi bời lưu lồng. Những người bên dì út kia nhất định cũng sẽ bàn tán xôn xao về anh, đến lúc đó bố mẹ anh có lẽ cũng sẽ bị ghét bỏ. Như thể xem ra phải đến tập đoàn Hán Vũ giữ một chức vụ mới được. Tôi làm ở phía tập đoàn Hán Vũ, Lê Văn Vân cười nói. Trần Mỹ Huyên ngạc nhiên nhìn nhìn anh rồi nói, tập đoàn Hãn Vũ, đó là công ty lớn đấy. Nha, vận may tốt thôi, Lê Văn Vân cười nói. Họ không chú ý lúc họ đang nói chuyện thì ở một nơi cách đó không xa, Lê Hoán đang bưng một bình nước ép hoa quả, anh ta nở nụ cười u ám, đi qua từ bên cạnh Lê Văn Vân. Lúc trên đường đi qua Lê Văn Vân, anh ta giả vờ loạn choạng, cả người ngã về phía Lê Văn Vân bên này, cùng lúc đó, nước ép trong ly của anh ta liền văng ra ngoài, tạt thẳng vào người Lê Văn Vân. Cẩn thận, Trần Hy hoảng hốt kêu lên một tiếng. Đúng vào lúc này, Lê Văn Vân vốn đang ngồi đó thì liền đứng dậy với tốc độ cực kỳ nhanh, di chuyển qua bên cạnh hai bước, lúc di chuyển, chân anh khẽ móc vào chân của Lê Hoán. Lê Hoán vốn dĩ giả vờ loạn trọn thì ngay khoảnh khắc này, cả người anh ta mất đi trọng tâm, bổ nhào tới chiếc ghế. Bịch, đầu anh ta đập mạnh xuống cái ghế, cái ghế trượt ra, cả người anh ta tiếp tục ngã nhào xuống sàn nhà. Ao ao bình thủy tinh đựng nước trái cây trên tay anh ta bị vỡ mảnh vỡ thủy tinh ghim vào trong tay phải anh ta cả người lê hoán cũng ngã sóng xoài xuống nền đất a à, cơn đau ở tay khiến anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết đối diện lê văn vân mẹ con trần mỹ huyên đều kinh ngạc đến đời người ra lúc nãy họ thậm chí còn không nhìn rõ lê văn vân rời khỏi chỗ ngồi như thế nào ôi chao cậu cả lê hoán cậu không sao chứ nhìn thấy lê hoán ở dưới đất Tay còn chảy máu, Lê Văn Vân ngồi xổm xuống, giả vờ quan tâm hỏi Han. Ở cách đó không xa, Trương Dục vốn dĩ đang đứng xem kịch thì bây giờ sắc mặt cũng biến đổi. Lê Hoán với cậu ta đã bàn bạc với nhau rồi, cậu ta biết Lê Hoán không thể nào thật sự muốn ngã xuống được, anh ta giả vờ ngã, chỉ vì tạt nước ép trái cây lên người Lê Văn Vân mà thôi. Bây giờ đột nhiên ngã xuống dưới đất, tất nhiên là Lê Văn Vân đã động tay động chân vào rồi. Cậu ta vội vàng chạy đến, vừa đỡ Lê Hoán vừa mắng chửi Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, mẹ nó, anh làm cái trò quỷ gì vậy? Anh lại dám động vào Lê Hoán, anh tiêu đời rồi. Ở xung quanh, có rất nhiều đang ăn cơm đều nhìn sang bên này. Lê Hoán được Trương Dục dìu đỡ thì từ từ đứng dậy, nhưng mà lúc này anh ta trông có vẻ vô cùng thảm hại. Nước ép đó tạt hết lên cả người anh ta, có mấy mảnh vỡ thủy tinh ghim vào trong lòng bàn tay phải anh ta, cơn đau dữ dội làm cho biểu cảm trên mặt anh ta trông có chút biến dạng anh ta nhìn Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, mẹ mày, mày dám chơi tao. Lê Văn Vân nhìn anh ta, sau đó cười mỉm nói, xem cậu nói chuyện kia, tự cậu ngã rồi, tôi chỉ tránh một chút, sao lại thành tôi chơi cậu rồi. Cậu là cậu chủ nhà họ Lê, ở Lâm Hải này ai dám đối xử với cậu như thế chứ? Trương Dục sốt ruột, vội vàng nói, khi khô ấy, anh Hoán chỉ giả vờ ngã, muốn tạt nước ép vào anh, không thể nào tự ngã xuống dưới đất được chương 163 không qua lại. Cơn đau đớn ở tay khiến mặt anh ta biến dạng, anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, nghiến răng nói, Lê Văn Vân, tôi nhớ kỹ rồi. Lê Văn Vân không quan tâm, nhún vai nói, tặng cậu một câu, nhớ kỹ đây, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, rõ chưa? Nhìn thấy dáng vẻ đó của Lê Văn Vân, Lê hoàn tức đến mức cả người run lên. Sao thế? Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ đằng sau họ, Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện một người phụ nữ xinh đẹp khoảng hai mươi mấy tuổi đang tiến lại. Sau khi nhìn thấy Lê Hoán thì cô ta lo lắng, quan tâm hỏi, Lê Hoán, tay của anh làm sao vậy? Trong lúc nói, cô ta đưa tay đỡ Lê Hoán. Và lúc này, đôi mắt Lê Văn Vân khẽ động đầy. Anh nhìn thấy hình xăm một đóa hoa sen màu đỏ ở chỗ cổ tay của cô gái này. Nhìn hình xăm trên cổ tay của người phụ nữ trước mặt, Lê Văn Vân mới bắt đầu chú ý vẻ ngoài của người phụ nữ này. Người phụ nữ này trong khoảng chừng 30 tuổi đổ lại, vẻ ngoài được coi là xinh đẹp, trên người toát ra vẻ lạnh lùng. Nhưng so với mỹ nhân hàng đầu như đỗ tịch tịch, vẫn còn cách xa lắm. dáng người hơi đầy đà, là kiểu mà rất nhiều đàn ông thích. AAA bắt đầu dự tính ra tay với nhà họ Lê chưa? Khóe miệng Lê Văn Vân nhếch cười. Lê Hoản rõ ràng là không biết những chuyện này, còn nói chuyện với người phụ nữ này rất rôm rả, thằng nhãi này, có lẽ bị bán đi còn phải giúp người phụ nữ này đếm tiền cũng nên. Chào ôi, tay của cậu bị sao vậy, ai khiến nó ra nông nỗi này? Người phụ nữ nắm lấy tay Lê Hoản, cả người gần như sắp dính lên người Lê Hoán. Lê Hoản sắc mặt lúc thì tái xanh lúc thì trắng bệch. Tiếng bàn tản xì xào xung quanh khiến anh ta không nên được giận, anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, sau đó lên tiếng nói chúng ta đi thôi, đưa anh đến bệnh viện. Trương Dục vội vàng đỡ Lê Hoán đi ra ngoài cửa, lúc sắp đi cậu ta lườm lê văn vân anh xong đời rồi lê văn vân nhún vai hỏi làm sao làm chó ở bên cạnh lê hoán quen rồi à định hai miệng chó cắn chết tôi à anh trai này nói chuyện hơi khó nghe đấy người phụ nữ đầy đặn nhìn lê văn vân lê hoàn không thể chịu nổi đau đớn trên tay anh ta vội vàng nói đừng phân bua với anh ta nữa món nợ này để sau rồi tính các người đưa tôi đến bệnh viện trước đã tôi đau sắp không chịu nổi nữa rồi Trương Dục lúc này mới trừng mắt hầm hầm nhìn Lê Văn Vân, sau đó dìu Lê Hoán đi. Dịch vụ nhân viên ở hơi đi lao phục vụ rất là chu đáo, họ vội vã chạy đến bắt đầu dọn dẹp thu dọn trên mặt đất. Sau khi dọn dẹp xong, Lê Văn Vân mới ngồi xuống, Trần Hy nhìn thấy Lê Văn Vân, giơ ngón tay cải lên với anh nói, Lê Văn Vân, làm tốt lắm, tôi thấy khó chịu với tên Lê Hoán này từ lâu rồi, cho rằng nhà có chút tiền là ngông cuồng. Ở bên cạnh, Trần Mỹ Huyên Châu mày nói, nhưng lê văn vân cậu đắc tội với anh ta sau này ở lâm hải e rằng lê văn vân xua tay nói tôi muốn chứng minh bản thân trong sạch sớm muộn gì cũng sẽ đắc tội với người nhà họ lê chẳng sao cả nghe thấy lê văn vân nói như vậy trần mỹ huyên cũng chẳng nói gì thêm nữa lê văn vân giúp đỡ bà ấy một lần bà ấy cho phép lê văn vân cũng đồng ý qua lại với lê văn vân có thể giúp đỡ lê văn vân trong khả năng có thể nhưng bởi vì Lê Văn Vân dứt khoát phải đắc tội với nhà họ Lê, bà ấy vẫn hơi lo ngại. chương 164 tôi có việc làm rồi. Tào Dung đặt bát xuống, chào mày nói, Lê Văn Vân, cậu cũng không còn nhỏ nữa, giờ đã 27 tuổi rồi đấy, cậu cũng đừng trách gì út nói nhiều, cậu biết tình hình của mình, mấy người bạn học kia của cậu, người ta cũng đã lập gia đình rồi, sự nghiệp thành công, bản thân cậu từng phạm tội cưỡng hiếp, bây giờ mới vừa quay về, công việc cũng không có cậu còn không tranh thủ thời gian tìm một công việc sau này làm gì có cô gái nào đồng ý đi theo cậu lương của bố cậu đúng là cao thật nhưng ông ấy cũng không thể nuôi cậu cả đời được lê văn vân trao mày lên tiếng trả lời con biết chừng mực anh mà biết chừng mực thì lúc đầu đã không phạm tội rồi liễu ngọc hừ nhẹ một tiếng ở bên cạnh tào dung ho khan sau đó nhìn lê văn vân nói lời nói có hơi khó nghe nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu đến đây Lê Văn Vân giới thiệu với cậu, đây là tả hạo bạn trai của Liễu Ngọc, mới 26 tuổi, từ tay trắng làm nên một công ty về trò chơi, bây giờ giá trị cũng lên đến vài nghìn vạn. Trong lòng Lê Văn Văn dao động nhẹ, Tào Dung đến gặp anh, anh nghe thấy Tào Dung hỏi han về anh, nhưng bây giờ xem ra, Tào Dung không hề giống như cố ý đến gặp anh, mà là đến khoe khoang mình tìm được một người con rể rất tốt. Tả hạo nhìn Lê Văn Vân, nhẹ nhàng gật đầu, coi như là chào hỏi, sau đó lên tiếng chào, "Chú Lê, lần này đến đây, ngoài đi cùng Liễu Ngọc đến gặp chú ra, thì vẫn muốn thương lượng chút chuyện với chú." Lê Cảnh An nhìn Tả Hạo hỏi, "Chuyện gì?" "Chuyện là thế này, tôi nghe gì kể về chuyện của Lê Văn Vân, bây giờ Lê Văn Vân trong hoàn cảnh này, muốn ra ngoài tìm công việc e là rất khó. Một dòng chữ phạm tội đi tù trên sơ yếu lý lịch cũng khó mà trốn được." Tả Hạo nói. Lê Cảnh An và Tào Vân nhìn nhau. Trên thực tế sau khi Lê Văn Vân quay về, đây cũng là điều mà họ lo lắng nhất. Bọn họ đã từng nghĩ rằng cả đời này Lê Văn Vân cũng không thể nào ra tù, bây giờ khó lắm mới ra được, bọn họ lại lo vấn đề công việc hôn nhân của Lê Văn Vân sau này. Người làm bố mẹ đều như vậy cả. Tôi có thể giấu sơ yếu lý lịch của Lê Văn Vân ở công ty, dù gì cũng là công ty của tôi, chắc chắn không vấn đề gì." Tả Hạo nói, hơn nữa, đến lúc gì sẽ còn giới thiệu bạn gái cho Lê Văn Vân. Tào Dung gật đầu nói, "Đúng đấy, đồng nghiệp của tôi có một đứa con gái, vẻ ngoài các thứ cũng khá xinh xắn, tuy nhiên Lê Văn Vân có chút khuyết điểm, nhưng anh rể, công việc của anh thu nhập rất cao, vẫn có tính cạnh tranh, cô ấy cũng đồng ý đến xem mặt Lê Văn Vân." Ánh mắt của vợ chồng Lê Cảnh An phát sáng lên. Nhưng Lê Cảnh An rất giàu kinh nghiệm, ông ấy nhìn Tả Hạo hỏi, "Vậy cậu muốn tôi làm gì?" Nói thế nào nhỉ, tôi muốn xây dựng một trò chơi quy mô khá lớn muốn nhận được đầu tư từ tập đoàn Hán Vũ hoặc là hợp tác với tập đoàn Hán Vũ, Tả Hạo bình tĩnh nói. chú lệ dù sao cũng là phó chủ tịch của tập đoàn Hán Vũ. bên cạnh trong lòng Lê Văn Vân cạn lời nói. ông chủ của tập đoàn Hán Vũ cũng ở đây này. Lê Cảnh An nhếch mép nói. mặc dù từ trước đến giờ tôi chưa từng làm chuyện gì, cũng không quan tâm thay đổi nhân sự, nhưng Lôi Bân và những người khác đều rất khách sáo với tôi. chỉ cần những gì cậu nói là thật tôi sẽ mặt dày đến đề bạt việc này với lôi bân, nhưng tôi không đảm bảo rằng họ sẽ đồng ý. Ánh mắt tà hạo liền phát sáng, lúc này tào dung vội vàng lên tiếng, Lê Văn Vân, cậu còn ngây ra đấy làm gì, còn không mau cảm ơn tà hạo. Lê Văn Vân cười nhạo, chưa nói đến chuyện anh không đồng ý, cho dù là anh đồng ý, thì cũng là tà hạo cảm ơn bọn họ mới đúng. Nếu nhận được sự đầu tư của tập đoàn Hán Vũ, chút tiền lương kia của Lê Văn Vân chẳng là gì cả. Chương 165 bọn họ cảm thấy khó mà tin được. Ông ấy nhìn Lê Văn Vân, ngờ vực hỏi, "Thật sao? Làm chức vụ gì?" Lần này ngược lại phải hỏi Lê Văn Vân, ông ấy trước giờ không hiểu rõ các chức vụ trong công ty, sản nghiệp trong tay ông ấy cũng giao cho người khác quản lý, bản thân ông ấy là chủ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Lê Văn Vân sờ mũi nói, "Trợ lý của chủ tịch Lôi." Giọng nói vừa dứt, tất cả mọi người lần nữa ngây người ra. Sau một hồi kinh ngạc, Liễu Ngọc cười mỉa mai, Lê Văn Vân, đã không gặp nhau 9 năm, anh vẫn thích khoe khoang như vậy, lôi bân chủ tịch lôi là người như thế nào, ông ta sẽ muốn một kẻ phạm tội cưỡng hiếp như anh làm trợ lý sao? Nếu như nói người khác luôn gọi Lê Văn Vân là kẻ cưỡng hiếp thì Lê Văn Vân không quan tâm, nhưng khi Liễu Ngọc cử luôn gọi anh như vậy, anh cảm thấy có chút khó chịu và cũng hơi không vui. Anh nhún vai nói, cô có thể bảo bố tôi gọi điện thoại hỏi là biết ngay mà nghe thấy lời anh nói lại nhìn khuôn mặt hơi mờ mịt của lê cảnh an sắc mặt người nhà tào dung đều lộ ra vẻ nghi hoặc lê cảnh an trông không giống như đang diễn kịch mà là trước đó hoàn toàn không biết gì cả lê cảnh an nghiến răng nghiến lợi sau đó lấy điện thoại ra tìm được số điện thoại của lôi bân bấm gọi rất nhanh điện thoại đã được kết nối đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của lôi bân ông ta hỏi alo cảnh an làm sao vậy luận về tuổi tác Lôi Bân còn lớn hơn Lê Cảnh An 2 tuổi. Lê Cảnh An vội vàng nói: "Chủ tịch Lôi, anh biết Lê Văn Vân không? Cậu ta đến làm việc ở công ty chúng ta sao? Còn làm trợ lý cho anh nữa sao?" Lôi Bân là người thế nào? Trên thương trường cũng tốt, trên chiến trường cũng giỏi, kinh nghiệm ông ta trải qua rất nhiều, lời của Lê Cảnh An khiến ông ta trong nháy mắt đoán ra được, Lê Văn Vân muốn tìm một công việc để bố mẹ mình yên lòng. Ông ta vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, cậu ấy hiện tại đang là trợ lý của tôi, làm sao thế? Cậu không hài lòng sao? Có muốn điều chỉnh lại vị trí cho cậu ấy không? Hài lòng, rất hài lòng. Giọng nói của Lê Cảnh An có hơi nghẹn ngào nói, cảm ơn chủ tịch lôi, thật lòng cảm ơn anh. Bên cạnh, Lê Văn Vân cạn lời nói, có cái gì phải cảm ơn chứ, con làm cho công ty của con ma. Sau khi cúp điện thoại, ông ta nhìn Tào Vân, vẻ mặt hai vợ chồng đều vui mừng khôn xiết. Được rồi, bọn họ vẫn luôn lo lắng Lê Văn Vân sẽ không có cách tìm được việc, bây giờ không chỉ tìm được công việc mà còn là một công ty lớn như tập đoàn Hãn Vũ. Hơn nữa còn là trợ lý của Lôi Bân, đi theo một doanh nhân vô cùng tài giỏi như vậy Lê Văn Vân có thể có sự trưởng thành rõ rệt hơn. Điều này khiến vẻ mặt hai vợ chồng vô cùng phấn chấn. Mà trái ngược lại, sắc mặt của Tào Dung và Liễu Ngọc lại có chút không được tốt lắm. Audio điện tử võ tấn bền Chương 166 vậy ông đến chỗ tôi làm cái gì? Lê Văn Vân chẳng thèm so đo tính toán với cô ấy, bình tĩnh nhìn Tả Hạo nói, nếu như anh tiếp nhận việc thu mua thì có thể còn có khả năng đàm phán, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dự án trò chơi của các anh phải thực sự khiến tập đoàn Hãn Vũ hứng thú, nếu như hạng mục trò chơi của các anh không thể qua vòng đánh giá của tập đoàn Hãn Vũ, vậy thì phòng trừng sẽ rất khó nhận được vốn đầu tư. 12 Tả Hạo nhíu mày, nhìn về phía Lê Văn Vân nói, như thế nào, anh là chủ của tập đoàn Hãn Vũ sao? Lê Văn Vân nhún nhún vai nói, chỉ là một kiến nghị mà thôi, nghe hay không là chuyện của anh. Anh có thể xem như là tôi đang đánh giấm mà. Anh vốn dĩ đang đánh giấm mà. Liễu Ngọc vội vàng nói. Lê Văn Vân nhíu mày nhìn cô ấy một cái, sau đó nói, bố mẹ, hai người ở lại với dị út nhé, con về phòng ngủ một giấc đã. Nói xong, cũng không đợi bố mẹ mình đồng ý, anh đã trực tiếp đi về phòng của mình. Đám người tà hạo đến đây chỉ là vì có chuyện muốn thỉnh cầu bố mẹ mình, nhưng lại ra vẻ cao cao tại thượng, giống như gia đình mình đã chiếm được lợi ích rất lớn vậy. f e. Đặc biệt là thái độ thù địch của Liễu Ngọc đối với Lê Văn Vân, khiến trong lòng Lê Văn Vân vô cùng khó chịu, anh cũng không muốn cùng bọn họ nói lời vô ích nữa. Nhìn thấy Lê Văn Vân không thèm quan tâm đến bọn họ, tự mình quay về phòng, Tào Dung cười lạnh một tiếng nói, ôi chao, đúng là ở trong nhà giam nhiều năm như vậy, một chút quy củ phép tắc cũng không hiểu. Lê Văn Vân nhíu mày nói, các người có thể đừng treo những từ như tội phạm, ngục giam bên miệng được không? Tào Dung thấy Lê Cảnh An giống như hơi tức giận rồi, ngượng ngùng cười cười không nói gì nữa. Lê Văn Vân nằm trên giường của mình, lấy điện thoại ra nghịch một lúc. Sau đó, sau khi ăn cơm xong, cả nhà Tào Dung rời đi, lúc rời đi, mẹ Lê Văn Vân vẫn liên tục hỏi Tào Dung về cô gái kia, giống như nóng lòng muốn Lê Văn Vân kết hôn. Lê Văn Vân ở trong phòng nghe thấy điều này, anh cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Chơi điện thoại đến hơi 10 giờ, Lê Văn Vân nặng nề chìm vào giấc ngủ. chương 167 có một vài sở thích đặc biệt. Người đàn ông trung niên cạn lời nói, đó là chuyện của ông, đừng tới làm phiền tôi nữa. Dù sao lúc trước chính ông Hàng là người kêu tôi kiến nghị với dòng họ mà, chuyện này tôi. Lệ Vân sinh nhíu mày hỏi. Đúng lúc này, mặt tiền của tòa nhà, một giọng nói nũng nịu truyền đến nói anh yêu à anh đang làm gì thế người ta nằm trên giường đợi anh lâu lắm rồi đấy người đàn ông trung niên nhíu nhíu mày sau đó nhìn lê vân sinh nói hừ một con chó ngồi tù thì có thể tạo ra sóng gì được chứ nếu như cậu ta dám tìm tới ông thì ông tìm người trực tiếp đánh chết cậu ta là được rồi xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm nếu như ông thực sự sợ hãi vậy thì trực tiếp nói tôi là người bảo ông đưa ra kiến nghị đó là được rồi sau khi nói xong ánh mắt ông ta lạnh lùng nói ngoài ra về những chuyện khác nếu ông dám nói lung tung chỉ một từ thôi tôi sẽ giết chết ông thân thể lê vân sinh run rẩy một cái nói tôi cũng chỉ biết những chuyện đó thôi những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết gì cả ông hiểu được là tốt rồi người đàn ông trung niên nói xong đột nhiên đóng cửa lại cùng lúc ở một nơi khác của lâm hải diệp mộng đang nằm trên giường của mình cô nhìn tin tức trong tay mình vẻ mặt lộ ra vẻ rất khó tin lễ đính hôn ngày mai của Diệp Mộng, cụ thể ngày nào chúng tôi sẽ thông báo sau. Đó là tin tức từ nhóm WeChat của dòng họ bọn họ. Thật sự hủy bỏ rồi, trên mặt Diệp Mộng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đầu cô hiện lên dáng vẻ của Lê Văn Vân. Cô không biết là Lê Văn Vân làm sao làm được nhưng trong lòng cô vô cùng rõ ràng, tất cả những thứ này trực tiếp có liên quan đến Lê Văn Vân. Một đêm yên giấc, ngày hôm sau, khoảng 9 giờ sáng Lê Văn Vân mới tỉnh dậy anh duỗi thắt lưng, sờ điện thoại bên giường. Cầm lên vừa xem thì phát hiện trên điện thoại có hai thông báo, một tin tức là Diệp Mộng gửi tới. Lễ đính hôn đã bị hủy rồi, cảm ơn anh. Lê Văn Vân mỉm cười, lướt qua tin nhắn đó. Mà tin tức thứ hai là hoa hồng đỏ gửi đến. Điều nhân đã dẫn ba người Nguyễn Vũ Đồng đến Lâm Hải, địa chỉ ở số 79 đường Võ Thành, bên trong một căn tổ hợp viên. Nhìn thấy tin tức này, khóe môi Lê Văn Vân hơi dương lên, lộ ra một tia hưng phấn nhìn thấy tin tức này ánh mắt của lê văn vân khẽ động anh có chút trần trừ anh không biết hoa hồng đỏ có lừa gạt anh hay không trên thực tế mặc dù cho đến hiện tại anh đối với hoa hồng đỏ không phải là hoàn toàn tin tưởng hoa hồng đỏ hoàn toàn có thể phát hiện ra anh muốn trừ khử anh giả vờ hợp tác mà nơi này có khả năng chính là vỏ bọc hoa hồng đỏ thiết kế để anh chui vào lê văn vân do dự một lúc vẫn lựa chọn đi. Hai con dao đó, anh vẫn phải lấy về, về phần ba người Nguyễn Vũ Đồng và Ngô Thị Hương, có thể cứu thì cứu một phen. Mặc dù ba năm qua bọn họ đối với anh rất tệ, nhưng Nguyễn Sơn Nhạc đã cứu anh một mạng, cuối cùng cũng có cơ hội trả lại. Anh rời giường đơn giản rửa mặt một cái, đồng thời trong đầu đã bắt đầu lóe lên tên sát thủ Hồng Nguyệt gọi là Điều Nhân. Sát thủ thứ 19 trên bảng xếp hạng sát thủ của thế giới ngầm, Điều Nhân. Sở dĩ gọi là điều nhân là bởi vì người này thích nuôi chim, lúc xuất hiện, bên người ông ta luôn có một lồng chim, hơn nữa lúc hoàn thành nhiệm vụ ám sát cũng sẽ để lại một con chim ở nơi đó. chương 168 hôm nay chúng ta đi đâu chơi thế? Ai ya, thôi bỏ đi, tôi cũng không khuyên được anh, nếu có nguy hiểm, nhớ kỹ trước tiên phải rút lui rời khỏi đó, sau đó chúng ta lại bàn kế hoạch lâu dài. Phạm Nhược Tuyết nói, Lê Văn Vân gật gật đầu, cúp điện thoại, lê văn vân mỉm cười nói hai vốn dĩ không muốn cùng người nhà có bất kỳ mối liên hệ nào nhưng không thể ngờ cuối cùng vẫn liên lụy tới anh lắc lắc đầu đi về phía cửa vừa đến cổng khu dân cư lông mày anh đã hơi nhíu lại anh phát hiện xung quanh có mấy người đang nhìn về phía mình lê văn vân liếc nhìn vài cái khóe môi dương lên nở một nụ cười anh nhìn cách đó không xa có một chiếc xe đang đỗ xuyên qua kính chắn gió anh nhìn thấy trương dục đang ngồi trong xe xem ra lê hoán vẫn chưa nếm đủ mùi đau khổ lại bắt đầu chặn mình ở cửa khu dân cư lê văn vân sờ sờ mũi nếu như không phải là có việc thì ngược lại anh không ngại chơi với họ vài vố đầu liếc mắt nhìn mấy người đó anh gia tăng tốc độ mấy người đó vội vàng đi theo những bọn họ làm sao theo kịp lê văn vân được chứ mấy phút sau lê văn vân đã cắt đuôi được bọn chúng lái xe đến địa điểm cần đến lâm hải trong nhà đặng hân hân Ba cô gái Đỗ Tịch Tịch đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt Đỗ Tịch Tịch sáng lên, lễ đính hôn của đàn chị Diệp Mộng và Vưu Tường vậy mà lại rời ngày rồi nè. Trên mặt Trần Hiểu Nguyệt lộ ra nụ cười nói, thật sự hy vọng có thể trực tiếp hủy bỏ luôn, người như Vưu Tường, căn bản không xứng với chị Diệp Mộng. Đặng Hân Hân ở bên cạnh chỉ hơi mỉm cười, cô hiểu rõ tất cả những chuyện này có liên quan trực tiếp đến Lê Văn Vân, nhưng mà Lê Văn Vân không muốn để những người khác biết được, cô cũng không vạch trần lúc này điện thoại đặng hân hân vang lên nhìn trên màn hình điện thoại cô hơi nhíu mày là vưu tường gọi điện tới trên thực tế bắt đầu từ tối hôm qua vưu tường vẫn không ngừng gọi điện cho cô nhưng mà cô vẫn luôn không bắt máy mà thôi nhìn thấy số điện thoại gọi đến đến cố cười khổ một tiếng nhưng vẫn bắt máy vừa mới nghe máy vưu tường đã cười lạnh một tiếng nói đặng hân hân bây giờ khá lắm đến điện thoại của tôi cũng không nhận cô phải biết rằng đây là lâm hải bố mẹ cô cũng ở lâm hải đấy tôi đặng hân hân nhíu mày vưu tường lại có chút không kiên nhẫn nói là ai đang đối phó với gia đình chúng tôi liên quan đến vấn đề bảo mật của khách hàng tôi không thể nói cho anh biết được đặng hân hân nhấp nhấp môi nói vậy sao vưu tường cười lạnh một tiếng nói rất có khí phách nhỉ hy vọng lúc bố mẹ cô xảy ra chuyện cô cũng có đủ khí phách như vậy vẻ mặt đặng hân hân khẽ thay đổi còn không muốn nói sao bên kia điện thoại vưu tường lạnh lùng nói được thôi đặng hân hân cô nhớ kỹ đó cho tôi nói xong anh ta trực tiếp cúp điện thoại sắc mặt đặng hân hân trong nháy mắt lộ ra vẻ lo lắng đỗ tịch tịch chú ý đến sự thay đổi trên mặt cô vội vàng hỏi chị hân hân chị làm sao thế không sao đâu đặng hân hân thu hồi cảm xúc mỉm cười nói hôm nay chúng ta đi đâu chơi thế Đỗ tịch tịch biểu biểu môi nói, chúng ta đi sửa sang lại một chút, rồi gọi điện thoại cho Lê Văn Vân đi, để anh ta mời chúng ta đi ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều lại dẫn chúng ta đi chơi, tên đó giàu như vậy để anh ta chủ trì đi. Nói xong, ánh mắt đắng hân hân và Trần Hiểu Nguyệt sáng lên nói, chú ý này hay đấy. Hai, tên này rốt cuộc là có lại lịch thế nào, bây giờ cảm thấy thật sự càng ngày càng thần bí, em hoàn toàn không hiểu nổi anh ta. Cô ấy lẩm bẩm nói. Lời của cô ấy nhận được sự đồng ý của Đặng Hân Hân và Trần Hiểu Nguyệt. Trên thực tế hai người bọn họ cũng rất tò mò về Lê Văn Vân. Ở bên khác, xe của Lê Văn Vân đang dùng trên đường Võ Thành, đường Võ Thành này ở Lâm Hải, ở vùng ngoại ô cư dân thưa thớt, hầu hết các tòa nhà ở đây đều tương đối thấp, có thể là biệt thự, cũng có thể là tổ hợp viên, mặc dù ở vùng ngoại ô nhưng giá cả cũng không hia. Tuy nhiên, với thân phận là sát thủ hàng đầu của Hồng Nguyệt thì có một căn nhà ở đây là một điều rất đơn giản. Lê Văn Vân đút tay vào túi quần, nghênh ngang đi vào bên trong đường võ thành, rất nhanh, anh đã chú ý đến ngôi nhà có số 79. Chương 169 Ông ta nhìn vào ba người phụ nữ ở trước mặt. Lê Văn Vân ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười giãng dỡ nói, đồ của tôi vừa rơi xuống trong sân nhà cô, tôi đến đây để tìm. Ở đây không có đồ anh cần người phụ nữ đấy đã nói xong thì muốn đóng cửa lại. Tôi thấy nó rơi vào trong mà, cô để tôi vào tìm một lát là được rồi. Lê Văn Vân nói. Vừa nói trong, bên trong tử hợp viên đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Hai. Giọng nói này Lê Văn Vân rất quen thuộc, chính là tiếng hét của Ngô Thị Hương. Âm thanh cao vút này, ba năm qua thường xuyên vang lên bên tai Lê Văn Vân. Tên kia, người phụ nữ đấy đã nhìn Lê Văn Vân nói, anh mà còn không đi thì tôi gọi điện cho Lê Hoán đấy. Ngày hôm qua anh mới hai anh ấy bị thương, anh ấy mà biết được anh đang ở đây sợ là muốn đánh chết anh đấy. Lê Văn Vân lại không có ý rời đi, lạnh nhạt nói, tôi làm rơi hai thanh đao ở đây, một thanh tên là Phả Không, một thanh là Vô Danh. Hả? Sắc mặt người phụ nữ đấy đà khẽ thay đổi, ngay sau đó, cô ta mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn. Lê Văn Vân nói, anh, anh là gác đêm, người gác đêm, số 0. Ngay khi thanh âm vừa dứt, cô ta phát hiện, nụ cười của Lê Văn Vân từ xa đến gần, dường như chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt cô ta rồi. Trong một căn phòng của tổ hợp viện, nhóm ba người phụ nữ Nguyễn Vũ Đồng cuộn mình lại một chỗ, đầu tóc các cô ả rối tung lên, gương mặt tràn ngập sợ hãi. Chích chích chích, trước mặt bọn họ, trên mặt đất là một cái lồng chim, không biết bên trong là giống chim gì, đôi cánh của nó đã bị phế phát ra tiếng kêu, nghe có chút giận người. Ở bên trong lồng chim, có một người đàn ông trung niên mặc áo dài ngồi đó, trong tay còn cầm một thanh trường đạo dài hơn 120cm, lưỡi đao hướng xuống dưới, phát xả ánh sáng bóng bẫy động lòng người. Vô danh, điều nhân mỉm cười nói, mấy người có biết thanh đao này có tên là gì không? Ông ta nhìn vào ba người phụ nữ ở trước mặt. Khoảng thời gian hơn một ngày này, cũng đủ khiến ba người Nguyễn Vũ Đồng lưu lại ám ảnh đến cuối đời bọn họ ở trước mặt người này mỗi lần ông ta cười lên đều khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi bọn họ bị nỗi sợ hãi bao trùm suốt từng giờ từng phút luôn cảm thấy dây tiếp theo bản thân sẽ bị tên biến thái trước mắt này giết chết không trả lời tôi à khóe miệng điều nhân lại hơi hơi nhếch lên vậy để tôi nói cho mấy cô biết bởi vì chủ nhân của thanh đao này từng là thống lĩnh mỗi lần rút thanh đao này ra đều dùng để đối phó với những người vô cùng lợi hại đao này không chém những kẻ vô danh cho nên được gọi là. Nói xong, ông ta nhấc chéo thanh đao lên, lưỡi đao hướng về phía trước, dừng ngay trên cổ của Ngô Thị Hương. Ngô Thị Hương cảm thấy ra đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi, bà ta không nhịn được mà thét chói tai, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà, chúng tôi thực sự không có quan hệ với Lê Văn Vân mà. Chỉ là chúng tôi tham của, cho nên mới muốn bán thanh đao đi, tôi nói đều là sự thật, là thật đó. Hì, điều nhân cười khẽ, sau đó lại híp híp mí cười, yên tâm đi, tôi sẽ không giết các người đầu, chẳng phải các người ở trên đường đều nói các người hận Lê Văn Vân sao. Đợi cậu ta tìm thấy chúng ta, tôi giúp mấy người giết cậu ta, các người hẳn sẽ rất vui. Ba người ngô thị hương không dám nói lời nào, toàn thân run rẩy trốn lủi vào góc, nước mắt trên mặt Nguyễn Vũ Đồng không ngừng rơi xuống. Kể từ khi ly hôn với Lê Văn Vân, cô ta cảm thấy mình thật xui xẻo sắp chết. Lúc trước, khi vẫn còn ở cùng với Lê Văn Vân, mặc dù không được giàu sang phú quý, nhưng cũng không phải lo cái ăn cái mặc, mỗi tháng cũng thu vào gần 20.000, thực sự cũng đủ để sống ở Giang Thành. Trường 170 máu tươi lập tức chảy ra từ cổ. Người ngã xuống mặt đất chính là người phụ nữ nở nang đứng ngoài cửa, cô ta vừa nện xuống mặt đất, há mồm nôn ra một ngụm máu. a à, ba người Nguyễn Vũ Đồng ở góc nhịn không được thét chói tai. Ở cửa, Lê Văn Vân xoa xoa tay, đứng từ cửa hít mắt nhìn vào bên trong ánh mắt anh chậm rãi nhìn đến ba người nguyễn vũ đồng sau đó dừng lại ở trên người điều nhân sau đó lại ngừng lại trên thanh trường đạo của ông ta ngay sau đó chân mày anh ta cao lại không hổ danh từng là người gác đêm số không vốn đặt ra cho cậu thời gian 3 ngày không ngờ là tôi vừa tới lâm hải không bao lâu cậu đã nhanh chóng tìm đến đây điều nhân đứng dậy nhét trường đạo vào vỏ sau đó lại nhấc lồng chim lên ép Lê Văn Vân sờ sờ mũi, khinh thường nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói, nói đi, muốn chết như thế nào. Ở trong góc, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lê Văn Vân xuất hiện ở cửa, trong chớp mắt, ba người giống như nhìn thấy được hy vọng. Nước mắt Nguyễn Vũ Đồng chảy ròng ròng, mà Ngô Thị Hương cũng bất chấp người trước mắt là người con rể bị bà ta ghét bỏ, đánh đập ba năm trước, bà ta mở miệng thét chói tại, Lê Văn Vân, cứu mạng, mau cứu chúng tôi. Lê Văn Vân cao mày, chỉ liếc bọn họ một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn sang điều nhân. Bốp bốp bốp, điều nhân vỗ tay nói, không hổ từng là người gác đêm số không, tự tin, ngạo mạn. Nói xong, ánh mắt ông ta hơi híp lại, cậu chưa từng nghĩ tới, vì sao một kẻ đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng sát thủ như tôi lại có thể khiêu khích cậu, dám để cậu lại đây không? Lê Văn Vân sờ sờ mũi, không có hứng biết. Câu nói vừa dứt, anh cũng lười phải nói nhiều với điều nhân, dưới chân anh hơi động, giống như tên đã rời cung, vọt tới trước mặt điều nhân. Nắm đấm phải vọt lên, gân xanh lộ ra, đấm thẳng vào trán của điều nhân. Đối mặt với người của Hồng Nguyệt, anh cũng không hề có ý định nhẹ tay. Sắc mặt của điều nhận thay đổi, hai chân ông ta đạp mạnh trên đất. Muốn thoát ra. Bích. Ngay đúng lúc này, Lê Văn Vân đá thêm một cước. Điều nhân vừa tránh thoát lại bị một cước kia của Lê Văn Vân đuổi theo, nên mạnh người vào một cây cột bên cạnh, sau đó lại ngã gục xuống mặt đất. Xuất sắc, điều nhân phun ra một bảng máu, lồng cồm bò dậy từ mặt đất, gương mặt dữ tợn nói, thảo nào thủ lĩnh không dám lộ diện, không hổ danh là người gác đêm số không. Nói xong, ông ta hét với bên ngoài, hoa hồng đỏ. Đến lúc xuất hiện rồi, sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi, cùng lúc đó, âm thanh giày cao gót cũng vang lên. Cộc cộc cộc, ngay sau đó, ở trước cửa, một bóng dáng đỏ rực xuất hiện, cô ta có vóc dáng xinh đẹp dung mạo tuyệt mỹ cô ta đứng ở cửa dựa vào vách tường cười ha hả nhìn điều nhân rồi nói ai thê thảm thế cơ à sắc mặt điều nhân hơi biến đổi sao chỉ có một mình cô những người khác đâu rồi sắc mặt điều nhân khẽ biến ông ta nhìn hoa hồng đỏ nói cô điên đấy à người chúng ta cần đối phó lần này là người gác đêm số không đấy nụ cười của hoa hồng đỏ càng trở nên mê hoặc cô ta tức cười nhìn điều nhân rồi nói, thằng ngốc, ông vẫn chưa nhìn ra sao. Tôi và anh ta là cùng một ruột. Điều nhân ngây người, đầu óc ông ta như nổ tung ra, trong lúc đó, đột nhiên ông ta cẩn thận suy nghĩ lại rất nhiều chuyện, vì sao đêm qua ông ta mới lái xe đến Lâm Hải, mà Lê Văn Vân đã nhanh chóng tìm đến cửa, bây giờ xem ra tất cả là do hoa hồng đỏ đã tiết lộ tung tích cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân thoáng nhìn qua hoa hồng đỏ, lòng phòng bị cũng hơi vơi bớt. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 171 anh đến cứu chúng tôi phải không? Ba người Ngô Thị Hương ở bên cạnh chưa bao giờ nhìn qua cảnh tượng như vậy. Lê Văn Vân mà 3 năm trước nhẫn nhục chịu khó, mặc kệ để bọn họ vừa đánh vừa chửi, vậy mà bây giờ lại giết người trước mặt bọn họ. Trong thời đại có vẻ như yên bình này, hầu hết bọn họ đều xem cảnh chém giết trên tivi, nhưng tình cảnh chân thực như vậy xuất hiện trước mặt ba người bọn họ, còn đương căng thẳng như vậy bọn họ không chịu đựng được cú sốc này tinh thần suy sụp trong nháy mắt điều nhân sụi lơ trên mặt đất mà con chim ở trong lồng chim bên cạnh không ngừng vùng vẫy lê văn vân không thèm để ý nhét dao vào lại vỏ sau đó anh nhìn về phía hoa hồng đỏ rồi nói tự rời đi đi người gác đêm sắp đến rồi trong phòng sau khi tiếng hét thất thanh vang lên toàn thân ba người ngô thị hương càng thêm run rẩy kịch liệt ánh mắt bọn họ nhìn lê văn vân chứa đầy vẻ sợ hãi đây là kẻ giết người kẻ giết người gây án ngay trước mặt bọn họ lúc này trong mắt họ lê văn vân và người mà họ từng quen biết đã hoàn toàn như hai người khác nhau trong sự hiểu biết của họ lê văn vân là một người đàn ông yếu đuối lúc nào cũng khám núm trước họ thậm chí còn không dám nói chuyện lớn tiếng cho dù sau này anh giàu có lên thì nhiều lắm cũng chỉ là cư xử quyết liệt hơn với bọn họ mà thôi thế nhưng khi nãy lê văn vân nháy mắt đã ra tay quyết đoán ánh mắt lạnh lùng giết người xong còn vô cùng bình tĩnh rõ ràng đây không phải là lần đầu anh làm chuyện này nhớ lại những việc trong quá khứ ba người không nhịn được mà run rẩy lo rằng ngay sau đó lê văn vân sẽ đâm luôn bọn họ nhưng rõ ràng là họ đã nghĩ nhiều rồi lê văn vân không có hứng thú với bọn họ chỉ nhìn về phía hoa hồng đỏ đôi mắt xinh đẹp của hoa hồng đỏ mang theo vẻ kinh ngạc cô ta nói chật chật quả không hổ là người đã từng làm người gác đêm số 0. Mặc dù 3 năm trước đã nhìn thấy anh ra tay một lần rồi, thế nhưng bây giờ xem lại một lần nữa, vẫn cứ khiến cho người ta phải kinh ngạc. Trận chiến 3 năm trước đó, nhóm người gác đêm đi 10 về 3, một người hy sinh ngay tại chỗ, hai người còn lại thì mất tích. Hoa Hồng Đỏ cũng là một trong số những người tham dự vào trận chiến đó. Hồng Nguyệt khi đó gần như dốc toàn bộ lực lượng ra, tuy nhiên chẳng qua cũng chỉ có thể khiến cho Lê Văn Vân và số 2 mất tích mà thôi. Lê Văn Vân vừa cười vừa nhìn về phía hoa hồng đỏ, nói cô đi trước đi, người gác đêm sắp đến rồi đấy. Hoa hồng đó bĩu môi, nhìn mấy người Nguyễn Vũ Đồng một chút rồi hỏi, còn vợ cũ của anh và người nhà cô ta thì sao? Tôi dám chắc, bọn họ vừa ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ chạy đi báo cảnh sát. Đây là chuyện của tôi, Lê Văn Vân nhàn nhạt đáp lời. Được thôi, Hoa hồng đỏ nhếch miệng nói, tôi tiếp tục đi lừa bùi nghinh tùng ra đấy, có tin tức gì tôi sẽ báo cho anh ngay. Dứt lời, cô ta uốn éo xoay người bỏ đi, để lại cho bốn người Lê Văn Vân một bóng lưng đầy quyến rũ. Lê Văn Vân nhìn đồng hồ, vẫn còn 20 phút trước cuộc hẹn với Phạm Nhược Tuyết lúc 11 giờ. Anh thở phào một hơi, ngồi xuống trước bàn, nhìn ba người Nguyễn Vũ Đồng đang run rẩy một cái, không nói bất cứ câu nào, cũng chẳng hề rời đi. Chỉ là cầm hai thanh đao trên tay, nét mặt lộ ra vẻ hồi tưởng. Ba người Nguyễn Vũ Đồng thấy Lê Văn Vân không có ý muốn trả thù bọn họ, tâm trạng của họ dần dần ổn định hơn rất nhiều. Lê Văn Vân, băng qua một lúc, Nguyễn Vũ Đồng mới cắn răng, cố lấy hết dũng khí mà lên tiếng, rốt cuộc anh là ai? Chương 172 làm con nhà giàu thích thật. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, đầu óc cô ta lại hơi rối loạn, không biết nên hỏi từ đâu. Hơn nữa Lê Văn Vân lại hoàn toàn không muốn đáp lại tâm tư của bọn họ. Anh chỉ ngồi yên đó, không biết đang đợi cái gì. Chúng tôi có thể đi không? Qua một lúc sau, Nguyễn Thị Lệ mới hơi yếu ớt cất giọng hỏi. Bộ dạng này hoàn toàn khác xa với trước kia. Ngày trước, khi cô ta đối mặt với Lê Văn Vân, thái độ luôn luôn kinh kiệu, ánh mắt lẫn vẻ mặt lúc nào cũng chứa đầy sự ghét bỏ và khinh thường. Bây giờ vẫn chưa thể đi được, Lê Văn Vân bình tĩnh đáp, không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. CN cứu mạng đã trả xong, cuối cùng anh cũng có thể phân rõ ranh giới với toàn bộ gia đình nhà này rồi. Cộp cộp cộp, ngay vào lúc này, một loạt tiếng bước chân trượt vọng từ ngoài cửa vào. Anh nhìn đồng hồ một lát, sớm hơn mười mấy phút so với dự kiến. Ngay sau đó, một hàng khoảng mười mấy người xông vào bên trong tổ hợp viện, chạy thẳng đến chỗ của anh. Quần áo trên người bọn họ đều là trang phục như người bình thường dẫn đầu là một người trung niên vận tây trang đi giày ra, bước vào trong phòng, nhìn thấy điểu nhân và cô gái xinh đẹp đang nằm dưới sàn, ông ta bỗng nhướng mày, nói, ôi chao, sao cậu lại giết hết cả rồi, trừ lại một người sống không được sao. Lê Văn Vân nhìn ông ta, nói xong, người nọ lại nở cụ cười, đi đến trước mặt Lê Văn Vân, ôm trầm lấy anh, người anh em. Lê Văn Vân cũng cười đáp lại, đội trưởng. Đúng vậy, người này đã từng là đội trưởng của anh, tên là Tần Quốc Thành, người gác đêm số 13. Tần Quốc Thành buông Lê Văn Vân ra, sau đó nhíu mày nói, ba người này là vợ, mẹ vợ với em gái vợ cũ của cậu sao? Lê Văn Vân cười khổ một tiếng, xem ra bác sĩ Phạm đã nói hết cho anh biết rồi. Ui chao, bây giờ nội bộ của người gác đêm đều phát điên lên kia kìa. Bọn họ bảo rằng mắt nhìn người của hai mẹ con này mù rồi mới bỏ lỡ một chàng rể kim quy như cậu. Tần Quốc Thành cười lớn. Cùng lúc đó, Ông ta cũng nhìn về phía ba người Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng, vui mừng hớn hở nói, "Này cô gái, cô có biết xuất thân và câu chuyện đằng sau tên nhóc này là gì không? Cậu ta chính là người đỉnh nhất thế giới, tất nhiên là trước kia cũng phải lăn lộn theo sau tôi, cậu ta là người do tôi đào tạo ra đấy." Lê Văn Vân không nhịn được trợn mắt xem thường, "Đội trưởng của anh cái gì cũng tốt, chỉ là nói quá nhiều." Miệng rộng, thích chém gió. Anh nhíu mày, lên tiếng việc giải quyết hậu quả này giao cho anh đấy nhé theo đi đợi khi nào tôi trở về thì sẽ dùng đến nó sau tần quốc thành cất đao vào sau đó gật đầu đáp được lê văn vân nhìn ba người nguyễn vũ đồng và ngô thị hương một lần cuối rồi xoay người rời khỏi tứ hợp viện sau khi ra khỏi tứ hợp viện toàn thân anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều mới đi được không bao lâu điện thoại của anh lại một lần nữa vang lên lê văn vân lấy điện thoại ra nhìn thì phát hiện đó là một cuộc video cô do đỗ tịch tịch gọi đến anh bắt máy ba cô gái xinh đẹp trong điện thoại lập tức phun ra một tràng alo 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 đỗ tịch tịch nhìn lê văn vân cười hì hì mở lời có chuyện gì sao lê văn vân hỏi coi anh nói kia được ba cô gái xinh đẹp chúng tôi gọi điện thoại cho đấy là phúc phận của anh đó biết không hả đỗ tịch tịch bĩu môi đáp sau đó lại cười hí hửng nói tiếp bây giờ cho anh một cơ hội được mời chúng tôi ăn cơm đấy lê văn vân cạn lời bĩu môi nói các cô muốn ăn gì gì cũng được tôi sao cũng được hết đỗ tịch tịch trả lời ánh mắt của đặng hân hân đột nhiên sáng rực lên cô ấy nói tôi có biết một chỗ bán thịt thỏ ăn rất ngon được vậy các cô gửi địa chỉ cho tôi đi lê văn vân đáp sau khi cúp máy đặng hân hân rất nhanh đã gửi địa chỉ qua cho anh lê văn vân khá là kinh ngạc địa chỉ Đặng Hân Hân gửi đến vậy mà lại ở ngay bên cạnh trường Trung học Lâm Hải cơ sở 1. Anh bắt một chiếc xe, đi thẳng tới trường Trung học Lâm Hải. Nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Lê Văn Vân cũng gặp được nhóm ba người đỗ tịch tịch ở ngay trước cổng trường Trung học Lâm Hải cơ sở 1. Đỗ tịch tịch nhìn anh, cười hì hì nói, để tôi cho anh biết một tin tốt, lễ đính hôn của chị Diệp Mộng và Vưu Tường đã bị trì hoãn rồi. Lê Văn Vân vốn đã đoán được kết quả này từ lâu, anh nhìn đỗ tịch tịch, Nói, vậy các cô không trở về Giang Thành mà ở lại đây làm cái gì nữa? Chương 173 thứ mà họ chú trọng đến vẫn chỉ là tiền. Trên ngã tư đường của Lâm Hải, một chiếc xe Việt dã đang chậm rãi tiến về phía trước. Ở hàng đầu xe là một người trẻ tuổi đang cầm lái, khóe miệng của anh ta co giật liên tục. Mà Tần Quốc Thành đang ngồi trên ghế phó lái, mồm miệng ba hoa nói không ngừng nghỉ. Hàng ghế phía sau là ba người Nguyễn Vũ Đồng, lúc này bọn họ đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Bởi vì chuyện mà Tần Quốc Thành vừa kể cho bọn họ nghe khi nãy đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của họ. Người gác đêm là cái gì? Tổ chức thần bí, là người canh giữ an ninh của thế giới này. Tại sao nói Lê Văn Vân là người mạnh nhất thế giới này? Đó là bởi vì xuất thân của anh khó có thể liệt kế được hết. Người giàu nhất Giang Thành cũng không có tư cách để quỳ dưới chân Lê Văn Vân một loạt những câu này đã gây ra cú sốc vô cùng lớn cho bọn họ khi nãy lê văn vân đã ra tay trước mặt họ thân phận người gác đêm e rằng không thể giữ kín được nữa vì vậy tần quốc thành mới nói thẳng ra cho họ biết sau đó lại bắt bọn họ giữ bí mật như đỗ thương bắc trước kia là được thế nên tần quốc thành đã nói hết mọi chuyện về thân phận lê văn vân và sự tồn tại của người gác đêm cho ba người họ biết ông ta lúc này vẫn đang nói không ngừng nghỉ lê văn vân quả thực rất đỉnh ngày xưa cậu ta là người gác đêm mạnh nhất của chúng tôi. Cô hiểu không, nghĩa là trong số những người gác đêm chúng tôi, không có một ai có thể đánh bại được cậu ta. Thằng nhóc này tàn bạo lắm, là kiểu người khi thực thi nhiệm vụ thì sẽ dùng hành động thay vì lời nói đấy. Tần Quốc Thành giải thích, mọi người nhìn thấy hai thanh đao này rồi chứ nhỉ, thế mà lại mang nó đi bán ư. Hai thanh đao này là vũ khí đứng đầu trong số 10 loại vũ khí. Vốn dĩ không thể nào dùng tiền mà định giá được đầu nói đến hai thanh đao này, tôi lại đột nhiên nhớ tới lúc chấp hành một nhiệm vụ ở Yến Kinh. Dạng sáng đêm hôm đó, tôi đi cùng với Lê Văn Vân, cậu ta cầm theo hai thanh đao này, nhấc tay vung đao, nhấc tay vung đao, chém bay cả tám con phố. Trận chiến đó hôm đó, chật chật, Tần Quốc Thành nói đến đây, trên mặt tràn ngập vẻ hồi tưởng. Người lái xe không nhịn được mới cất tiếng hỏi, đội trưởng, trận chiến đó tôi đã nghe qua. Rồi, không ngờ là anh lại đi chung với số 0. Tần Quốc Thành vội ho một tiếng, tôi chủ yếu là phụ trách việc chỉ huy, cậu cũng biết mà, tôi là một người dựa vào não mà chiến đấu. Người đánh trận chủ yếu là cậu ta và số 2 thôi. Tài xế nhịn không được mà trợn trắng mắt. Ngô Thị Hương ngồi ở phía sau lại hỏi, vậy Lê Văn Vân? Thật sự có rất nhiều tiền sao? Tiền, Tần Quốc Thành khinh thường nói, phải hình dung cho bà như thế nào đây nhỉ? Lê Văn Vân từng cứu được một nhà tư bản lớn đằng sau ngân hàng Tân Hải thoát khỏi một kẻ vô cùng nguy hiểm mà người đó cũng chính là ông chủ chân chính của ngân hàng Tân Hải. Những người này đều trốn ở phía sau màn, giới truyền thông vốn dĩ không thể nào chiếu tới họ được. Tiền của ông ta, khó mà ước lượng được. Sau khi cứu được ông ta, ông chủ đó mới đưa cho Lê Văn Vân một tấm thẻ ngân hàng, đồng thời cho phép cậu ta tùy ý điều động tài chính của ngân hàng Tân Hải. Tần Quốc Thành thản nhiên kể lại, tất nhiên là đối với Lê Văn Vân mà nói thì sản nghiệp trong tay cậu ta cũng khó có thể nói ra hết được. Ví dụ như 70% cổ phần của tập đoàn Hãn Vũ ở Lâm Hải này là do cậu ta nắm giữ, giá trị kiểu gì cũng phải lên đến hàng trăm tỷ. Hơn nữa, cậu ta còn có rất nhiều cổ phần ở những công ty lớn khác, cụ thể là bao nhiêu e rằng chính cậu ta còn chẳng nhớ rõ nữa. Dù sao thì cũng là cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhiều tiền như thế đấy. Ba người Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của ba người bọn họ hiện rõ vẻ hối hận. Đối với bọn họ mà nói, kiến thức của họ không quá rộng. Tần Quốc Thành miêu tả Lê Văn Vân tài giỏi bao nhiêu, bọn họ cũng không thể hình dung ra được. Thứ mà họ chú trọng đến vẫn chỉ là tiền. Vì tiền, bọn họ có thể ly hôn với Lê Văn Vân, Nguyễn Vũ Đồng có thể tìm được một người giàu có. Vì tiền, sau khi Cao Phái vứt bỏ Nguyễn Vũ Đồng, cô ta có thể ném hết mặt mũi mà đi cầu xin được tài hôn, Ngô Thị Hương có thể mặt dày đi khóc lóc ăn vạ ở công ty thịnh thế, chương 174 sao chỗ nào cũng có cậu thế. Đi đến trước cổng, anh lập tức nghe thấy âm thanh cãi vã. Một tiếng nói mang theo một chút phẫn nộ vang lên, lệ vân sinh, ông đừng có quá quát. Quá quát là quá quát như nào cơ, chỗ này là của các người, tôi và bạn cũng đi đường mệt mỏi, đừng nghỉ ở đây một lát cũng không được à. Lê Vân Sinh mặc tây trang đi giày ra, nét kẹp một túi công văn, vừa rung đùi vừa nhún vai tỏ vẻ không làm sao cả, sau khi Lê Văn Vân đến gần, anh chợt phát hiện ra lại có thêm một người quen nữa xuất hiện giữa đám đông. Vưu Trí Vưu Trí ở giữa đám người nọ, nhìn về phía trước mà nói, Phi Phi, em quay lại với anh đi, quay về với anh, anh sẽ giữ cửa hàng này cho em, được không? Em cũng biết là anh còn yêu em mà. Anh cút cho tôi, anh là tên khốn nạn. Ở bên trong, một giọng nói khác lại vang lên. Rõ ràng có thể thấy được, người nói chuyện bên trong kia át hẳn chính là Trần Phi Phi lê văn vân đứng ở bên ngoài nghe hồi lâu anh đại khái cũng hiểu được chuyện như thế nào rồi món ăn vặt bánh nướng này cũng không được xem là nổi tiếng nhưng tiệm trước cửa trường trung học lâm hải cơ sở một này lại được coi như là danh tiếng vang xa giá cả của bọn họ không cao mùi vị lại rất ngon mà công ty kinh doanh của lê văn sinh làm về một con phố ăn vặt mà đây là dự án đầu tiên của ông ta sau khi tiếp nhận công ty của lê cảnh an kết quả là việc làm ăn buôn bán lại không tốt dòng người ở phố ăn vặt cực kỳ ít, rất nhiều doanh nghiệp cũng không muốn đến đấy. Sau đó, ông ta nhìn chúng tiệm bánh nướng này, muốn mua lại công thức bí truyền của họ, thế nhưng giá cả lại cực thấp. Đây là bát cơm của quán, ra giá, giá cao cũng chưa chắc sẽ bán chứ đừng nói đến mức giá mà Lê Vân Sinh đề ra. Thấp đến mức khiến người khác phải phát cáu, và hiển nhiên là bọn họ không muốn bán. Sau đó Lê Vân Sinh đề nghị chuyển tiệm của bọn họ đến phố ăn vặt, đem lại một chút nhân khí thế nhưng tiền thuê bên mặt bằng kia lại mắc gấp 4 năm lần ở đây. Chủ tiệm bánh nướng tất nhiên cũng không đồng ý. Sau đó Lê Vân Sinh lập tức gọi người đến giúp, mỗi ngày đứng chắn trước cửa. Bọn họ không gây sự, nhưng người khác lại không muốn đến mua nữa. Nói rõ nguyên nhân hậu quả, vẻ lạnh lùng trong mắt Lê Văn Vân khi nhìn về phía Lê Văn Sinh lại sâu thêm một phần. Còn về phía vưu trí, vốn đang mặt dày chạy đến cầu xin được tái hợp với Trần Phi Phi lại đúng lúc gặp chuyện này. Lê Vân Sinh không quan tâm nhún vai, cô không giao ra phương pháp bí chuyển cũng không sao, dù sao người rảnh rỗi trong công ty tôi cũng rất nhiều. Ngày nào tôi cũng sai bọn họ đến đây chặn đường, để tôi xem cô buôn bán kiểu gì. Một cặp vợ chồng trung niên ở bên trong thở dài, Trần Phi Phi ở phía trước lại đỏ mặt quát lên, Lê Văn Sinh, ông đừng có quá đáng. Tôi làm sao cơ, nếu cô cảm thấy tôi đang làm chuyện phi pháp, vậy thì kiện tôi đi. Dáng vẻ của Lê Vân Sinh vô cùng vô lại mà vưu trí ở bên cạnh cũng theo đó mà tiếp lời phi phi ơi chỉ cần em quay lại với anh anh đảm bảo sẽ giải quyết việc này giúp em chủ tịch lê còn phải nể mặt anh hai phần đấy nếu các người không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát trần phi phi không để ý tới anh ta tiếp tục nói cô bảo đi lê vân sinh đáp chờ cảnh sát đi tôi lại tiếp tục tới đây chặn đường sắc mặt trần phi phi khẽ biến đổi đối mặt với loại người vô lại này cô hơi bất lực Vành mắt cũng theo đó mà đỏ ửng lên. "Cô Trần, đúng vào lúc này, người phụ nữ trung niên ở bên trong mới cười khổ một tiếng, "Cô Trần, cô đừng quan tâm nữa, chúng ta không đầu lại bọn họ đâu. Cùng lắm thì hôm sau tôi đóng cửa, đi mở tiệm ở thành phố khác là được." Giọng nói của bà mang theo nỗi bất lực xen lẫn uất ức. Bọn họ là tiệm kinh doanh nhỏ, đã gây dựng được rất nhiều khách quen ở đây. Bình thường buôn may bán đắt giờ đi đến thành phố khác để làm thì chắc chắn sẽ lại phải tạo dựng nguồn khách lại từ đầu lê vân sinh ông làm những chuyện này người nhà họ lê có biết không đúng vào lúc ấy lê văn vân ở sau đám đông đột nhiên lên tiếng giọng nói vang lên tất cả mọi người đều nhìn qua giây phút nhìn thấy lê văn vân ánh mắt của mọi người đồng loạt ngưng lại vưu trí nhíu chặt mày nói sao chỗ nào cũng có cậu thế lê văn vân lười đáp lại anh ta đi thẳng đến trước mặt Trần Phi Phi. Chương 175 lũ vô dụng. Ngày mà Lê Văn Vân trở về kia, ông ta xác thực là bị ánh mắt của anh dọa sợ, dù sao lúc đầu ông ta cũng làm việc trái với Lương Tâm, sợ Lê Văn Vân trả thù ông ta, khiến cho mấy ngày nay ông ta đều sợ hãi, thậm chí không dám về nhà. Tối ngày hôm qua, ông ta đi gặp Lê Hành, người từng bảo ông ta đề nghị với dòng họ, lúc đó sự xem thường của Lê Hành đối với Lê Văn Vân khiến ông ta có cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, Lê Văn Vân của hiện tại đã không còn ở nhà họ Lê, vừa mới ra tù, ngây ngốc trong trại giam 9 năm, không có chút bối cảnh nào ở Lâm Hải, anh có gì đáng sợ chứ? Ông ta cười như không cười nhìn Lê Văn Vân, đúng thế, người đẹp này nói không sai, anh thử động vào tôi một chút xem, tôi đảm bảo sẽ chơi chết anh, để nhà anh phải bồi thường đến táng ra bại sản, còn phải tống anh vào tù lần nữa. Nói xong ông ta nhìn thấy ý cười trong mắt Lê Văn Vân biến mất từng chút một. Đứng bên cạnh Vưu Trí thấy thái độ Trần Phi Phi đối xử với Lê Văn Vân có hơi tốt, anh ta cười lạnh nói, đúng vậy, chủ tịch Lê, lúc ông kiện anh ta, tôi sẽ làm chứng giúp ông. Vưu Trí, anh cút đi, Trần Phi thấy Vưu Trí vậy mà nói giúp cho Lê Văn Sinh, gương mặt cô ta phẫn nộ nói, lúc đầu mắt tôi mù rồi mới nhìn chúng anh. Vưu Trí cao mày, Phi Phi, trước kia anh đã nói với em rồi, thằng này vì cưỡng bước người khác nên bị tống vào tù ngây ngốc 9 năm. Mặc dù em chia tay tôi thì cũng tránh xa tên này một chút. Tôi qua lại với ai liên quan gì đến anh?" Trần Phi nghiến răng nói. Sắc mặt Lưu trí có chút khó coi, anh ta hung ác nhìn Lê Văn Vân, "Lê Văn Vân, hôm nay cầu thủ động vào chủ tịch Lê xem." Lê Văn Vân đứng ở bên kia, sờ sờ mũi, ngay sau đó anh đột nhiên lao về phía trước, chớp mắt liền đứng trước mặt Lê Văn Sinh. Tốc độ của Lê Văn Vân quá nhanh, lúc này những người đứng bên cạnh Lê Văn Sinh đều chưa phản ứng lại dường như chỉ trong một giây lê văn vân đã đứng trước mặt lê vân sinh rồi đôi mắt lê vân sinh đột ngột mở lớn còn chưa kịp nói gì ông ta chỉ thấy bàn tay của lê văn vân bỗng nhiên ấn ở trên mặt mình một luồng sức mạnh to lớn chuyển đến toàn thân ông ta trực tiếp bị lê văn vân ấn trên đất bích lê vân sinh tuyệt đối không ngờ lê văn vân thật sự dám ra tay với ông ta lúc muốn phản ứng đã hoàn toàn không kịp nữa cả người ông ta đập xuống đất suýt chút nữa thì không chịu được những người ông ta mang tới nhất thời kinh ngạc bọn họ không ngờ rằng lê văn vân một mình đối mặt với bọn họ lại dám ra tay hơn nữa còn đột một quyết đoán như thế đợi đến khi bọn họ phản ứng lại có người vội vã vây lại đừng cử động một tay lê văn vân ấn lê vân sinh xuống sau đó quay đầu sang bình tĩnh nói các người ai dám động bọn họ một chút tôi liền đảnh lê văn sinh một đấm lê vân sinh bị đập một cái thật mạnh toàn thân đau không chịu nổi nghe thấy lời của lê văn vân ông ta nghiến răng nói lê văn vân anh lại dám ra tay với tôi anh xong đời rồi tôi nhất định sẽ kiện cho các người táng ra bại sản vưu trí cũng vội vàng nói chủ tịch lê đến lúc đó tôi làm chứng cho ông lê văn vân căn bản không để ý đến lời của bọn họ anh dám chắc rằng lê văn sinh không dám đi kiện thật tố cáo rồi thì làm lớn chuyện này lên sản nghiệp nhà họ lê rất lớn loại chuyện ép mua ép bán này nếu như bị đào ra sẽ gây tổn thất lớn cho danh tiếng của bọn họ trên thực tế, tình hình của cửa hàng bánh nướng này rất dễ giải quyết, cứ làm lớn chuyện lên, nhà họ Lê tất nhiên sẽ kiêng rẻ. Đương nhiên, cách làm này cũng có hại, đó chính là bọn họ sợ nhà họ Lê báo thù. Dòng họ lớn số 1 số 2 tại Lâm Hải như nhà họ Lê, muốn trả thù một cửa hàng nhỏ bên đường mà không để lại dấu viết quả thực là quá dễ dàng. Nhưng bọn họ kiêng kỵ còn Lê văn vân thì không, anh ước gì nhà họ Lê đến gây phiền phức cho anh, anh thuận tiện tìm hiểu nguồn gốc đào ra rốt cuộc năm đó là ai hãm hại anh. Anh nhìn Lê Văn Sinh thản nhiên nói, ông muốn tố cáo thì tố cáo đi, ngược lại tôi muốn xem xem làm lớn chuyện này lên, việc nhà họ Lê ép mua ép bán bị lộ ra ngoài, ai chịu thiệt hơn đây. Sắc mặt Lê Văn Sinh khẽ biển. Hiện tại có hai việc, Lê Văn Vân bình tĩnh nói, một, nhanh chóng mang đám chó của ông rời đi, sau này còn dám đến đây gây phiền toái tôi sẽ thật sự đánh chết ông. Nói xong anh lại đấm một củ vào chân Lê Văn Sinh anh không hề ra tay độc ác, nếu không một cú đấm này thôi phỏng trừng chân của Lê Vân Sinh đã bị anh đánh gãy rồi. Nhưng một đẩm của anh vẫn có thể đảm bảo Lê Vân Sinh đau đến không muốn sống. Quả nhiên sau khi Lê Văn Vân đánh xuống một quyền, Lê Vân Sinh kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán ngay lập tức tua ra. Sau đó Lê Văn Vân bình tĩnh nói tiếp, thứ hai, lúc đầu là ai bảo ông đề nghị với nhà họ Lê xóa tên bố mẹ tôi trên gia phả lê vân sinh nghe thấy câu này thân thể nằm trên mặt đất không nhịn được run rẩy một trận nhìn ánh mắt rét lạnh như muốn nuốt sống ông ta của lê văn vân dưới chân truyền đến cơn đau kịch liệt khiến ông ta vô cùng khủng hoảng nghĩ tới lời lê hành nói với ông ta trước kia ông ta vội vã nói chuyện này là do lê hành bảo tôi đi đề nghị không liên quan gì đến tôi nghe được cái tên kia trong lòng lê văn vân hơi động nếu như là lê hành ngược lại khá thuyết phục Thời điểm 9 năm trước Lê Cảnh An rất được nhà họ Lê xem trọng, thành tích mà công ty ông ấy quản lý không tồi, phía bên dòng họ có ý muốn nâng Lê Cảnh An lên làm giám đốc điều hành của một công ty khá lớn. Có điều lúc đó đang tranh đoạt, mà đối thủ cạnh tranh khác chính là Lê Hành. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 176 đúng thế, tâm trạng của Tôn Húc không hề tốt. Ông chủ cửa hàng vội vàng nói cảm ơn. Nếu như có thể bọn họ sẵn lòng tiếp tục bán hàng ở đây, dù sao bán nhiều năm như vậy rồi, khách quen cũng rất nhiều. Lê Văn Vân khoát tay quay người rời khỏi đây, nhanh chóng đi về nơi ăn cơm. Trần Phi nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, cắn răng đuổi theo. Vưu Trí đứng bên cạnh thấy Trần Phi đuổi theo sắc mặt có chút âm trầm, trong ánh mắt nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân lộ ra một tia tàn nhẫn. Lê Văn Vân đi tới một quán ăn cách trường học không xa, vừa mới chuẩn bị xài bước đi qua, giọng nói của trần phi đã vang lên phía sau lê văn vân cảm ơn anh lê văn vân quay đầu nhìn cô ta hơi nhướng mày nói quán ăn kia tôi cũng thường đến không muốn thấy bọn họ cứ như vậy mà đóng cửa trần phi mím môi nhìn cửa hàng kia hỏi anh ăn cơm ở đây ừ lê văn vân gật đầu ừm um, ăn cơm với bạn cô có chuyện gì sao gương mặt trần phi hồng hồng sau đó cô ta lấy điện thoại ra nhìn lê văn vân nói tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên lâm hải lớn như thế vậy mà chúng ta lại liên tục đụng nhau ba lần, thêm huy chát đi, kết giao bạn bè. Sắc mặt Lê Văn Vân hơi động, nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Phi, lần này anh không từ. Chối! Lúc đầu anh không muốn qua lại quá nhiều với Trần Phi, anh cảm thấy Trần Phi có thể yêu đương với hạng người như Vưu Trí thì đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng hôm nay cô một mình che chở cửa hàng kia khiến cho ấn tượng của Lê Văn Vân đối với cô ta thay đổi rất nhiều. Thêm huy chat xong Trần Phi liền tạm biệt Lê Văn Vân, còn Lê Văn Văn tiến vào trong quán. Ăn. Ăn cơm xong, buổi chiều đỗ tịch tịch gọi bọn họ tới khu vui chơi, sau đó lại tiện thể bảo Lê Văn Vân mời cơm tối, mãi đến 8-9 giờ tối anh mới về nhà. 7 giờ sáng hôm sau anh liền bị Lê Cảnh An gọi dậy. Để Lê Văn Vân đi làm cùng ông ấy. Lê Văn Vân ngây người. Trước đó anh nói mình tìm được việc rồi chỉ là để đối phó với bố mẹ anh mà thôi. Bây giờ vì là cùng một công ty nên Lê Cảnh An có đầy đủ lý do bảo anh đi làm cùng ông ấy. Lê Văn Vân không dám ngỗ ngược, ngoan ngoãn rời giường, sau khi rửa mặt ăn sáng liền theo Lê Cảnh An đến công ty. Thời điểm đến của tập đoàn Hán Vũ, đại khái khoảng 9 giờ, dù sao Lê Cảnh An cũng là phó chủ tịch của công ty, ảnh của ông ấy treo trên bảng cao tầng công ty. Cho nên khi ông ấy mang Lê Văn Vân tiến vào tập đoàn Hán Vũ, bảo vệ không hề ngăn ông ấy đến đại sảnh công ty Lê Văn Vân họ một tiếng, bố, à, vừa rồi chủ tịch lôi gửi tin nhắn cho con bảo con đi mua bữa sáng cho ông ấy, bố lên trước đi. Anh quyết định tìm một lý do chuồn đi trước, sau đó lại về nhà ngủ một giấc. Trái lại Lê Cảnh An không hề hoài nghi, ông ấy nhìn nhìn Lê Văn Vân sau đó gật đầu, được, con nhận được sự tán thưởng của chủ tịch lôi thì nên đi theo bên cạnh ông ấy học tập thật tốt. Tập đoàn Hán Vũ là một công ty tốt, vô số sinh viên trường đại học hàng đầu muốn làm trợ lý cho chủ tịch lôi cũng rất khó. Con hiểu rồi, Lê Văn Vân nhanh chóng nói. Lê Cảnh An gật đầu sau đó lại dặn dò vài câu rồi mới đi về phía thang máy. Lúc này Lê Văn Vân mới thở phào một hơi, quay người hướng về phía đại sảnh, vừa mới đi tới cửa anh liền nhìn thấy hai người. Khương Vĩ và Nghiêu Càn đều mặc âu phục, nhìn khá là ra dáng, có điều hiển nhiên bọn họ vẫn chưa quen với việc đến một công ty lớn như vậy làm việc, hai người căng thẳng đi cùng nhau, lúc nhìn thấy Lê Văn Vân hai người hơi ngẩn ra một chút sau đó chạy tới. Sao cậu lại tới đây? Nhiêu Căn hỏi, cậu cũng tới làm việc à? Khương Vĩ đứng bên cạnh lầm bầm, mẹ nó công ty này là của cậu ấy. Chỉ là Nhiêu Căn không hề biết chuyện này, Lê Văn Vân sờ mũi nói, đến đây có chút việc, cái bộ dạng như đi ăn trộm của hai người là sao? Lần đầu đi làm ở công ty lớn như vậy, có hơi căng thẳng, Nhiêu Càn thành thật nói. Khương Vĩ cũng gật đầu theo, đúng vậy, hiện tại tớ thấy như đang mơ vậy, lúc tớ nói với bố. Mẹ tớ rằng sẽ làm việc ở tập đoàn Hán Vũ, mẹ tớ còn không tin, bảo tớ là không có tư cách làm việc ở đây. Cậu biết vậy là tốt đấy, cũng xem như là tự biết lượng sức mình. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào. Ba người Lê Văn Vân nhìn về phía đó, phát hiện cách đó không xa hai người Tôn Húc và Tô Văn đang tiến vào cửa tập đoàn hãn Vũ không hề nghiêm cấm yêu đương nên hai người trực tiếp nắm tay nhau tiến vào. Tô Văn Trang điểm nhạt, từng là một trong hai đóa hoa ở lớp cấp 3, cô ta có thể so sánh với sắc đẹp của Diệp Mộng nên tất nhiên vẻ ngoài cũng thuộc loại cao cấp. Cô ta nhìn ba người Lê Văn Vân, lông mày hơi nhíu lại. Mà ánh mắt của Tôn Húc cũng không quá tốt. Trường 177 người vây xem nhanh chóng tản ra. Theo anh ta Khương Vĩ không thể nào có vận may giống như như Càn được, đoán chừng sẽ chỉ làm việc ở cấp thấp nhất mà thôi. Nói xong anh ta nhìn Lê Văn Vân, phát hiện trên người Lê Văn Vân mặc quần áo bình thường, cũng không phải đồ đi làm. Tôn Húc nhìn Khương Vĩ và Nghiêu Cần một cái rồi nói, có phải hai người cho rằng đến hãn vũ làm việc rồi thì có thể mang theo loại người không đàng hoàng vào trong công ty. Khi anh ta nói câu này còn cố ý cao giọng. Lúc này vừa vặn là giờ đi làm, cửa lớn tập đoàn hãn vũ tụ tập từng nhóm người, nghe được câu nói kia liền có không ít người tò mò nhìn qua lê văn vân cau mày kẻ không đàng hoàng đương nhiên là nói anh nghiêu càn vội vàng nói tôn húc đều là bạn học cũ nói chuyện đừng khó nghe như vậy tôn húc nhìn nghiêu càn trong lòng càng buồn bực anh ta cười lạnh nói vốn dĩ chính là như vậy hai kẻ chuyên khoa sinh như hai người vào được công ty chúng tôi là do chủ tịch lôi có lòng tốt nhưng mà hai người lại mang theo một kẻ từng phạm tội cưỡng bức đến công ty hai người xem tập đoàn hãn vũ là nơi nào Khương Vĩ nghe thấy lời này thì cực kỳ tức giận, vừa muốn mở miệng giải thích, một giọng nói uy nghiêm vang lên phía sau bọn họ, làm loạn cái gì ở đây? Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của mọi người đều khẽ thay đổi, sau đó cúi đầu chào chủ tịch Lôi. Lê Văn Vân nhìn qua, quả nhiên, ở phía cửa lớn, Lôi Bân đang sải bước tới. Tôn Húc vội vàng chào hỏi, "Chủ tịch Lôi, hai người này hôm nay là lần đầu tiên đi làm, kết quả bọn họ lại mang theo người này tới công ty?" người này 9 năm trước từng phạm tội cưỡng bức, là một tên tội phạm cưỡng bức, loại người như vậy đi vào công ty chúng ta thật sự là có chút khiến công ty chúng ta mất mặt. Anh ta muốn bôi đen hai người Khương Vĩ và Nghiêu Càn, tốt nhất là khiến lội bân vì tức giận mà trực tiếp đuổi bọn họ đi. Tô Văn đứng bên cạnh cũng nói giúp, đúng vậy, chủ tịch lôi. Mang loại người này đến công ty xác thực là làm tổn hại đến hình tượng của công ty. Lôi bân nhìn hai người rồi hỏi, nếu tôi nhớ không nhầm thì hai người tên Tôn Húc và Tô Văn đúng không? Tôn Húc vui mừng, anh ta không ngờ rằng Lôi Bân lại nhớ tên mình. Anh ta vội vã gật đầu, đúng vậy, chủ tịch Lôi. Lôi Bân vẫn nhìn hai người, Lê Văn Vân này là bạn của tôi, bạn tôi đến tập đoàn Hãn Vũ chơi, đến thăm tôi một chút còn cần hai người đồng ý mới được à? Cái gì? Tôn Húc hoàn toàn sững sờ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Bân. Lôi Bân bình tĩnh nói, tôi nói bạn của tôi đến tập đoàn hãn vũ chơi còn phải trưng cầu ý kiến hai người mới được sao? Tôn Húc trợn tròn mắt. Lê Văn Vân là bạn của Lôi Bân. Cuối tuần này tâm trạng anh ta không tốt, nhưng trong lòng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng loại người như Lê Văn Vân, Khương Vĩ cùng Nhiêu Cản có quan hệ gì với Lôi Bân. Lôi Bân là người như thế nào chứ? Là một trong những doanh nghiệp xuất sắc nhất Lâm Hải, quản lý cả một tập đoàn hãn vũ to lớn. 2. Lê Văn Vân, một kẻ vừa mới trở về Lâm Hải, Khương Vĩ và Nghiêu Càn lại càng là loại người dưới đáy xã hội. Dưới cái nhìn của anh ta, hai người kia có thể làm việc ở tập đoàn Hãn Vũ, chỉ là chó ngáp phải rồi mà thôi. Nhưng hiện tại, Lôi Bân lại nói với anh ta, Lê Văn Vân là bạn của ông ta. Chuyện này như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh cho anh ta ngây người. Sao ngài lại có loại bạn như vậy? Tôn Húc vô thức nói. Lôi bán như cười như không nhìn anh ta nói, cho nên không chỉ việc bạn tôi đến tập đoàn hãn vũ chơi phải trưng cầu sự đồng ý của cậu, mà việc tôi kết bạn với ai cũng cần sự đồng ý của cậu đúng không? Nghe thấy lời này mồ hôi lạnh trên người tôn húc lập tức tua ra, anh ta vội vàng nói tôi không có ý đó. Xin lỗi Lê Văn Vân, lôi bân bình thản nói, nếu không thì thu dọn đồ đạc rồi làm thủ tục nghỉ việc đi. Vẻ mặt tôn húc và tô văn kinh ngạc, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lê Văn Vân, mà Lê Văn Vân lúc này đang cười híp mắt nhìn anh ta. Sự tình xoay chuyển quá nhanh khiến hai người họ không kịp chuẩn bị tâm lý, nhưng muốn xin lỗi Lê Văn Vân, trong lòng bọn họ lại có chút không chấp nhận được. Nhưng không còn cách nào khác, bọn họ không thể bỏ công việc này, Tôn Húc khom lưng nói, Lê Văn Vân, xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Anh ta quyết đoán xin lỗi ngược lại khiến Lê Văn Vân đánh giá anh ta cao hơn một chút, tên này đúng là có được giãn được lê văn vân mỉm cười xua tay chuyện nhỏ dù sao cũng là bạn học cũ đi làm việc đi khóe miệng tôn hút giật giật lê văn vân càng nói như vậy trong lòng anh ta càng không thoải mái thế nhưng lại không thể làm gì anh ta nhìn lôi bân lôi bân khoát tay nói đi làm việc đi tôn hút như được ân xá kéo tô văn vội vã chạy tới thang máy lôi bân nhìn đám người xung quanh giọng nói uy nghiêm đều không đi làm à người vây xem nhanh chóng tản ra đợi đến khi tất cả rời đi, Lôi Bân mới nhìn Lê Văn Vân nói, cậu cứ bỏ qua như vậy à? Trường 178 tôi đi đầu tìm chứ. Nhiều càng ngơ ngác, anh ta không ngờ rằng Lôi Bân lại đồng ý. Lại liên tưởng đến lúc bản thân nhận được công việc này cũng là do Lê Văn Vân mở miệng tùy tiện nói một câu sau đó Lôi Bân liền đồng ý. Xem ra quan hệ của Lê Văn Vân và Lôi Bân sợ rằng thật sự vô cùng tốt. Nhiều càng thành thực nghĩ trong lòng, còn lôi bân lại cau mày nhìn lê văn vân nói đúng rồi sao cậu lại chạy tới công ty ai đừng nói nữa tôi bị bố tôi kéo tới lê văn vân cạn lời nói chẳng phải tôi nói với ông ấy là tôi làm trợ lý cho chú sao sau đó ông ấy liền nhất quyết kéo tôi đến công ty cùng ông ấy lôi bân khẽ cười đến công ty làm việc cũng được người đẹp ở công ty chúng ta khá nhiều đấy đến lúc đó cậu xem xem có thể câu lấy một cô hay không Thôi đi, Lê Văn Vân ngáp một cái nói, tôi về ngủ một giấc trước đây, chú sắp xếp cho bọn họ thật tốt nha. Khương Vĩ ngạc nhiên nói, cậu không muốn tận mắt nhìn dáng vẻ sau khi bị đuổi việc của Tôn Húc à, tớ chỉ nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi. Lê Văn Vân xua tay, không có hứng thú, nếu như cậu có hứng thú thì có thể quay lại rồi gửi vào nhóm lớp cấp 3. Ý kiến hay, hai mắt Khương Vĩ sáng lên nói. Vậy tôi về trước đây. Lê Văn Vân cười hì hì sau đó quay người đi ra ngoài. Lúc này đã 9 giờ, người ở cửa lớn cũng bắt đầu ít dần, Lê Văn Vân chạy tới cửa. Vốn dĩ anh muốn bắt xe về nhà ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến Tào Dung vẫn còn ở nhà, nhìn thấy Lê Văn Vân trở về đoán chừng sẽ dậy dỗ anh một hồi, nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định gọi điện cho Đặng Hân Hân xem có thể đến mượn sofa nhà cô không. Anh lấy điện thoại ra tìm số của Đặng Hân Hân gọi qua. Alo, Lê Văn Vân, rất nhanh đầu dây bên đặng hân hân đã bắt máy. Alo, Lê Văn Vân nói, nhà cô có mình cô ở thôi à? Đặng hân hân hơi sửng sốt sau đó mới nói, một mình tôi ở chỉ là hiện tại tịch tịch và hiểu nguyệt cũng ở đây, sao vậy? Tôi không ngủ đủ, muốn đến nhà có mượn sofa ngủ một lát. Lê Văn Vân ho một tiếng, bị bố tôi kéo đến công ty làm việc, nếu như về nhà sẽ bị lộ mất. À, hiện tại tôi đang ở ngân hàng, hôm nay là thứ hai, có điều tôi có thể gửi địa chỉ cho anh. Hai người tịch tịch và hiểu nguyệt đều ở nhà, tôi bảo họ mở cửa cho anh là được. Đặng hân hân nói. Lê Văn Vân gật đầu, được, đúng rồi, hôm qua dường như cô có tâm sự. Hơn nữa không muốn để hai người đố tịch tịch biết, cho nên hôm qua tôi vẫn luôn không có cơ hội hỏi cô. Bên đặng hân hân im lặng một lát sau đó mới thở dài một hơi nói, dường như trong nội bộ ngân hàng Tân Hải có người của nhà họ vưu, biết tôi là người phụ trách thẻ kim cương của ngân hàng, hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp nhà họ Vưu ngừng lại là vì tôi, sau đó Vưu Tường tìm tới tối rồi uy hiếp. Lê Văn Vân cao mày, chuyện này đúng là trước đó anh không cân nhắc kỹ, anh trầm ngâm một lát rồi nói, có tôi ở đây sẽ không để loại chuyện này xảy ra, cô yên tâm đi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó Đặng Hân Hân mới nói, ừm, um, tôi tin anh. Cúp điện thoại, Đặng Hân Hân gửi địa chỉ tới, Lê Văn Vân bắt xe đi về hướng nhà của cô. Trong một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách nào đó ở Lâm Hải, Ngô Nghiêu ngồi trên ghế dài, cười khổ nhìn cô gái tóc ngắn đang ngồi trên sofa. Tóc cô gái có chút ẩm ướt, trong tay đang bưng một bát mì thịt bò. Trên bàn trà còn có mấy món như khác như sủi cảo. Vẻ mặt Ngô Nghiêu như đưa đám nói, "Sư phụ à, cô cứ ăn như vậy thì lượng của tôi sắp không đủ rồi." Anh ta thật khó tưởng tượng, tại sao một cô gái có thể ăn nhiều như vậy? Thích ăn đồ ăn ngon thì cũng thôi đi. Quan trọng là cô gái tóc ngắn này không chỉ thích ăn, hơn nữa ăn còn cực kỳ nhiều, điều lừa người nhất chính là cô còn không béo. Thật sự là khiến cho ngô nghiêu phiền muộn. Cô gái tóc ngắn nhìn anh ta hỏi, ba năm nay tôi dạy cho anh nhiều thứ như vậy, anh kiểm tiền mời tôi ăn cơm thì làm sao? Hơn nữa tôi nói rồi, đợi bọn tôi tìm được số không, trở về người gác đêm, tôi sẽ nắm giữ rất nhiều tiền. Nhưng mà chẳng phải chúng ta còn chưa qua lại sao? Ngô Nhiêu cười khổ nói, tôi sắp tiêu hết rồi, tôi muốn đến thế giới ngầm nhận một số nhiệm vụ của sát thủ cô còn không? Cho! Chúng ta thu người gác đêm, mặc dù anh đang nằm trên bảng xếp hạng sát thủ, nhưng anh phải nhớ anh là người gác đêm, người gác đêm chỉ giết người nên giết, hiểu chưa? Đừng vì chút tiền mà đánh mất tôn nghiêm của người gác đêm. Cô gái tóc ngắn nghiêm túc nói. Nói xong không đợi ngô nghiêu giải thích, cô lại mở miệng nói, anh tìm thấy tin tức của số không chưa? Tôi đi đầu tìm chứ, Ngô Nghiêu cạn lời nói, tôi đợi ở cửa quán nét kia một ngày một đêm rồi, căn bản không nhìn thấy anh ta. Chương 179 năng lực có thể thấy rõ. Hình như không phải hội nghị theo thông lệ, chủ tịch đang đợi gì vậy? Không biết, hình như có người đến nhậm chức. Ở bên cạnh anh ta có người đang thảo luận, nhưng anh ta không nghe lọt một chữ nào. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên, tiếp đó Lôi Bân mang Nghiêu Cản và Khương Vĩ tiến vào sau khi vào phòng họp giám đốc bộ phận thị trường lập tức đứng lên nói, chủ tịch lôi, tất cả quản lý của bộ phận marketing đều đến rồi. Lôi bân gật đầu sau đó đưa Khương Vĩ và Nghiêu Càn đi qua, một tay ông ta chống lên bàn, nhìn Tôn Húc ngồi cách đó không xa. Lúc này Tôn Húc cũng dương mắt lên, thời điểm nhìn thấy Nghiêu Càn và Khương Vĩ, trong mắt anh ta có một tia hung ác. Tuyên bố hai chuyện, Lôi Bân nói, ban quản lý bộ phận marketing có thêm hai người mới, tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Nghiêu Càn, chủ quản của bộ phận marketing. Sau đó ông ta ngừng một lát, nhìn về phía Khương Vĩ nói, vị này là giám đốc mới đến của bộ phận marketing, Khương Vĩ. Giám đốc bộ phận marketing, trẻ tuổi như vậy, chỉ thấp hơn một cấp so với chủ tịch. Mẹ nó, tên nhóc này có lại lịch gì vậy? Trong tiếng thảo luận ai cũng không chú ý tới, hai mắt tôn húc đang dần dần co lại, khiếp sợ nhìn Khương Vĩ anh ta vốn tưởng rằng khương vĩ tới công ty chắc chỉ là việc ở tầng thấp nhất kết quả anh ta tuyệt đối không ngờ khương vĩ lại trực tiếp ngồi vào vị trí giám đốc marketing mấy ngày trước anh ta còn hoàn toàn xem thường khương vĩ cho rằng loại người như khương vĩ chính là tầng thấp nhất của xã hội cảm thấy anh ta tới hãn vũ phỏng vấn là điều không tưởng tượng nổi còn muốn lúc phỏng vấn làm khó khương vĩ một chút kết quả hiện tại khương vĩ trực tiếp cao hơn anh ta hai cấp không thể nào chuyện này không thể trên chán anh ta đổ mồ hôi lạnh lẩm bẩm nói lúc này lôi bân lại nói im lặng một chút ngoài ra tôi còn chuyện thứ hai muốn tuyên bố nói xong ông ta nhìn khương vĩ nhói khương vĩ cậu tới tuyên bố đi khương vĩ hơi ngây ra sau đó vẻ mặt vui mừng ánh mắt nhìn về phía tôn húc trong lòng tôn húc dâng lên cảm giác bất an sau đó anh ta nhìn thấy khương vĩ đi từ phía trên xuống đến trước mặt anh ta sau đó Khương Vĩ hé miệng cười, ánh mắt có chút trào phúng, bình tĩnh nhìn anh ta nói, Tôn Húc, anh và Tô Văn bị đuổi rồi. Tôn Húc, anh và Tô Văn bị đuổi rồi, trên mặt Khương Vĩ mang theo nụ cười trào phúng, nhìn chằm chằm Tôn Húc, nhàn nhạt nói. Nói xong câu đó, Khương Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân đều sung sướng. Từ ngày đầu tiên đến tập đoàn Hán Vũ, Khương Vĩ ở chỗ này khoe khoang, sau đó tại buổi họp lớp bị từng người từng người nhầm vào. Mãi cho đến khi nói ra câu này, anh ta mới cảm thấy từ ngày Lê Văn Vân trở lại Lâm Hải, bản thân mình xác thực đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lớp trưởng ngung cuồng kiêu ngạo tôn húc kia, hiện tại bị đích thân anh ta đuổi việc. Anh ta biết, bản thân của hiện tại mới chính thức gia nhập vào đám người cao cấp của Lâm Hải. Tầm mắt của anh ta, dường như trong thời gian ngắn được mở mang rất nhiều, nương theo câu nói ấy, trong lòng anh ta cũng buông xuống rất nhiều thứ. Ví dụ như bạn gái của anh ta. Mặc dù Lê Văn Vân cho anh 500 vạn để anh và mặt cả nhà bạn gái lúc đó, nhưng trong lòng anh ta vẫn có cảm giác không chân thật, không nỡ. Cho đến lúc này, anh ta mới xem như hoàn toàn hiểu rõ, loại phụ nữ như vậy, loại gia đình như thế, kết hôn. Bọn họ căn bản không xứng. Khác với Khương Vĩ toàn thân thoải mái, trong lòng trở nên thản nhiên. Lúc này hai mắt Tôn Húc trợn to, sau đó cả người liền sụi lơ trên ghế. Đầu anh ta ong ong, một mảng trống rỗng. Đôi mắt mất đi tiêu cự. Chỉ ngạc nhiên nhìn Khương Vĩ rồi lại nhìn Nưu Càn. Hai ngày trước, anh ta hoàn toàn xem thường hai người này, hiện tại, Nưu Càn trở thành một người có cùng cấp bậc với anh ta, Khương Vĩ cao hơn anh ta hai cấp, còn anh ta và Tô Văn lại bị đuổi việc. Chênh lệch to lớn khiến tâm tình anh ta dường như tan vỡ. Hai, công ty lớn như tập đoàn Hán Vũ, không phải nơi muốn vào thì vào. Anh ta quả thực trẻ tuổi có thể bò lên chức quản lý của tập đoàn Hãn Vũ ở cái tuổi này cũng coi như là có chút năng lực. Nhưng hiện tại rời đi, tất cả lại phải bắt đầu lại. Lôi Bân chỉ nhìn anh ta một cái, bình tĩnh nói, chuyện cần tuyên bố chỉ có hai việc này, có thể tan học rồi, Tôn Húc, cậu với bạn gái cậu thu dọn đồ đạc đi làm thủ tục nghỉ việc đi. Tôn Húc bị đuổi việc, không hề đáng để Lê Văn Vân tự mình tới xem, chỉ là tiện tay mà thôi, anh ngồi xe nhanh chóng đi về phía nhà của Đáng Hân Hân chương 180 Lê Văn vẫn sờ mũi cũng không từ chối. Lê Văn Vân không để ý đến, đôi giày đi vào phòng. Trong phòng khách, Trần Hiểu Nguyệt đang luyện quyền buổi sáng, lúc Lê Văn Vân tiến vào, đôi mắt hơi sáng lên. Không giống đỗ tịch tịch che chắn kín mít, bởi vì Trần Hiểu Nguyệt tập thể dục nên mặc một chiếc áo bó hở rốn, bên dưới mặc quần giữ nhiệt, phô bẩy hết vóc người xinh đẹp. Vốn dĩ Trần Hiểu Nguyệt là một cô gái ăn mặc khá táo bạo, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô, Cô ăn mặc rất mát mẻ, nhưng hiện tại thấy cảnh này vẫn khiến Lê Văn Vân chảy nước miếng. Thấy Lê Văn Vân, Trần Hiểu Nguyệt cũng không kiêng rẻ quá nhiều, vẫn tập ở đó. Hiển nhiên bộ quyền cô luyện có hơi khác so với đánh lộn bình thường, đánh lộn bình thường cùng với Sanda, bất luận là nam hay nữ, nếu muốn trở nên lợi hại, toàn thân đều phải luyện thành từng khối cơ bắp mới được. Nhưng vóc người Trần Hiểu Nguyệt vẫn rất cân xứng. Đẹp không? Đỗ Tịch Tịch thấy ánh mắt của Lê Văn Vân liền đi tới bên cạnh anh hỏi. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, vội vã mở miệng, "Hiểu Nguyệt, quyền pháp này cô học của ai vậy?" Trần Hiểu Nguyệt thu lại thể đánh, thở ra một hơi nói, "Học của bố tôi, bố tôi mở võ quán ở Giang Thành." Lê Văn Vân kinh ngạc, đánh giá Trần Hiểu Nguyệt một hồi. Thực tế thì trước đây anh đã có ý nghĩ đưa Trần Hiểu Nguyệt vào người gác đêm, không giống Dương Cường và Khương Vĩ, Trần Hiểu Nguyệt có nền tảng nổi bật hơn nữa tuổi tác cũng nhỏ hơn rất nhiều. Lê Văn Vân gật đầy sau đó tùy ý chỉ điểm một chút. Theo sự chỉ điểm của Lê Văn Vân, Trần Hiểu Nguyệt phát hiện, lực gia quyền và nhiều thứ khác của mình đều có sự thay đổi lớn. Có kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Cô biết Lê Văn Vân rất lợi hại, dù sao lúc đầu cũng tận mắt thấy anh ra tay, dưới tình huống có mười mấy người tay cầm vũ khí, một mình Lê Văn Vân cứu cố ra từ trong đám người đó. Nhưng cô không ngờ rằng, sự chỉ điểm tùy ý của Lê Văn Vân lại khiến cô thu hoạch được nhiều như vậy. Sau khi chỉ điểm vào chỗ, Lê Văn Vân ngồi trên sofa nói: "À, tôi tới đây ngủ một giấc, lát nữa hai người đừng tới làm phiền tôi. Tôi có tính nóng nảy khi rời giường, chẳng may làm tôi thức giấc, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện cầm thú gì đâu." U. Ừ. Đỗ Tịch Tịch không tỏ ý kiến gì nói. Lê Văn Vân từ từ ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, anh cảm thấy mũi mình có hơi ngứa, sau đó anh mở to mắt đập vào mắt là một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo. Đỗ tịch tịch đang đứng từ trên cao nhìn xuống lắc lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười, dùng đuôi tóc của mình quét lên mũi Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn thấy cảnh này, anh cười hì hì, bỗng nhiên vươn tay ra nắm lấy cánh tay của đỗ tịch tịch, kéo cô ấy về phía trước, đồng thời cả người cũng nhổm lên, lật người một cái đặt đỗ tịch tịch ở dưới thân. Khuôn mặt đỗ tịch tịch tràn đầy kinh ngạc, mặt cô mở to, ngay sau đó gương mặt liền đỏ bừng. Anh, anh muốn làm gì?" Đỗ Tịch Tịch có hơi lắp bắp nói. Nhìn gương mặt đỏ hồng của Đỗ Tịch Tịch, còn có đôi môi hơi mím lại, cùng với cảm giác tiếp xúc mãnh liệt, Lê Văn Vân cười nói, "Tôi đã nói là tôi có tính nóng nảy khi rời giường rồi, cô nói tôi muốn làm gì?" Nói xong anh chậm rãi áp mặt xuống. Mặt Đỗ Tịch Tịch càng đỏ hơn, nhưng cô ấy lại không hề phản kháng kịch liệt. "Các người, đúng lúc này," một giọng nói vang lên ở bên cạnh, Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện cách đó không xa Trần Hiểu Nguyệt vừa mới tắm xong, thấy một màn trên ghế sofa, nhìn tầm mắt của Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch lướt qua đây, cô vội vàng nói, hai người tiếp tục, hai người tiếp tục. Tôi không nhìn thấy gì hết. Lúc này Đỗ Tịch Tịch mới hồi phục tinh thần, cô ấy nhanh chóng đẩy Lê Văn Vân ra quỷ háo sắc. Lê Văn vẫn mỉm cười ngồi dậy, vốn dĩ anh chỉ trêu chọc Đỗ Tịch Tịch một chút, tất nhiên nếu như không phải Trần Hiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng, có khả năng anh thật sự sẽ hôn một cái, có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ khốn kiếp. Tôi đã nói rồi tôi có tính nóng nảy khi rời giường, là tự cô tới tìm tới. Lê Văn Vân nói, Đỗ Tịch Tịch Trừng mắt nói, đã 11 giờ trưa rồi anh vẫn còn ngủ, anh là heo hà. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 180.